Vipassana Sampanno Iti Piso Phagawa Viviya Upaparami Sampanno Iti Piso Phagawa Viviya Paramantha Parami Sampanno Iti Piso Phagawa Khanti Sam Ram Isom Panno Sanchau Paparami Sampanno Itipiso Phagawa Anchapanthaparami sampanno itipiso phagawa Athinthanaparami sampanno itipiso phagawa Athinthanaparami sampanno itipiso phagawa Athinthanaparami sampanno itipiso phagawa Mettaparami sampanno itipiso phagawa Mettaparami sampanno Ubangkhaparami sampanno itipiso phagawa Ubangkhaparami sampanno itipiso phagawa Ubangkhaparami sampanno itipiso phagawa Dasauparami sampanno itipiso phagawa Dasaparamantaparami sampanno. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam Bồ Tát Brahmacha lo ca bát tỳ sát hầm bát tỳ các tành chá lì ảnh thi hóa rằng á già chát thát sanh tỳ thát sắc tấp bá rá chát khá trà tiết cà đề xề tú thầm mằng á nú cầm bí mằng bá trần sắc thầm má phề rình quý nhá dành chá cà dằn suốt tành chá bành thằng á phí thầm má trầm mằng à cô tá dành tồ chá thú sắc chá đành đằng bắp bồ thá nề về á rí xà giá mắt chề phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ trơn sang thuyết pháp hộ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân kết tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni
tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nắc mô bút thà giác, nắc mô thăm mà giác, nắc mô sằng khà giác. Dạ, con một lần nữa xin kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Con xin một lần nữa kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều khiển chương trình học cho ngày hôm nay ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bích Thai, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liệu Tâm cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Thai, dạ. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Phạm Vượt, cảm ơn Trần Đạo. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Giang Nhất Hà. Nam mô Bích Thai, dạ. Sa thu thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Liệu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để Ngài thử mít ạ. Nam mô Bích Thai, dạ. Con kính dân mít đến Ngài ạ. Nam mô Tát xà pha qua tô a ra hà tô sâm ma sâm bơ tát xà. Nam mô Tát xà Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát xà Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bích Thầy, dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, dạ. Kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thầy, dạ. Dạ, sa thú lành thai, dạ, con nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh Ngài Liễu Tâm có rõ, có tốt không ạ? À? Cho xin một tín hiệu cho để cho mà Ngài yên tâm để Ngài trả lời những câu hỏi của quý vị ạ. À. Dạ, con thấy trong đạo tràng, dạ, đã nghe âm thanh của Ngài tốt rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy Huynh Minh Tâm vào đạo tràng rất là sớm. Quỳnh Minh Tâm có thể làm thị giả cho Ngài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Rồi, kính mời Quỳnh Minh Tâm. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vẫn ăn sức khỏe sư Liễu Tông. À, không biết mùa này ở bên Cali chắc là nó nóng lắm. Lúc trước con nhớ chùa cô sư nó không có máy lạnh cho nên rất là nóng. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, ta để vào đề tài con mở màn để cho nó xôm xôm chút. Dạ, thưa sư, con rảnh rảnh cũng lên YouTube xem về những vị sơn tăng. Dạ, sơn tăng là những vị mà sống ở trong rừng đó thưa sư. Dạ, thì có luôn cả người ngoại quốc, tức là những người ở phương Tây và da trắng. Dạ, thì cũng vào rừng ở rồi mỗi sáng là đi khất thực từ trong rừng và đi ra và vào rừng cất những cái vải trong rừng, cho nên cũng phải tự làm, dạ, tự làm tức là coi như tự biên tự diễn và sống rất là kham khổ. Và con thấy ở Mỹ này thì chùa thì gọi là bao la, ở Việt Nam thì con không nói thì mình nói Mỹ thôi, gọi quý ngài là da trắng mà. Chùa ở Mỹ này thì bao la, nghĩa là coi như có nhiều chùa là chỉ có một vị thôi, nguyên cái chùa khổng lồ luôn. À, thì ở đây con suy tư ở cái chỗ rằng là trong giáo pháp của Đức Phật á, thưa sư, là nếu mà tu ở trong rừng á, thì cái mức độ tinh tấn nó cao hơn, nó chứng đắc nhanh hơn hay không thưa sư? Hay là coi như mình tu ở ngoài đời nó cũng vẫn nhanh hơn. Dạ, tức là ý của con nói là cái cấp bậc đó sư. Dạ, ví dụ giống như trong võ thuật thì những cái võ đường nó khác mà những cái quân trường nó khác vân vân. Dạ, thành thử ra mỗi cái nơi nó đào tạo ra cái người đó võ thuật nó khác nhau. Dạ, thì con thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô Bồ Tát, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Cái chuyện mà chứng đắc hay là
giác ngộ gì đó là nó tùy theo cái ba la mật của cái vị đó. Nhưng mà thường thường đa số chúng sanh thì bà đâu vui đó, thành ra Đức Phật cũng khuyến cáo cho học trò của ngài là khu nhà quan ngôi rừng vắng gì đó. Tức là vào những cái nơi mà mình có khả năng, mình không có khả năng thực sự để đóng mấy cái cửa, thì mình vô đó những cái chỗ đó nó giúp cho mình. Thật sự vô rừng thì chỉ còn có một hai cái lỗ nó có thể nó phát sanh, như lỗ lỗ tai hoặc là lỗ ý thôi, còn mấy cái kia thì lâu lâu mới có anh lần cho mấy, thành ra tu tập nó cũng dễ. Nhưng mà thật sự ra đó là cái kiểu mà tu đó là chỉ có vào ở các nước theo Phật giáo truyền thống, hoặc ở ở cái xứ mà nó không quá nóng cũng không quá lạnh thì mới ở trong rừng nó mới dễ. Chứ còn giống như mình giờ thì vậy nào ở mà các nước Bắc Âu rồi này kia, một cái mùa này mà còn đỡ cho tới cái mùa kia mà thôi, chứ không không sưng phổi thì cũng cũng teo mấy cái cơ phận khác gần đủ chết rồi. Thành ra thường người ta không có ấy. Còn cái tái thì cái truyền thống Lâm Tăng mà nổi tiếng là truyền thống của ngài Chân Sa đó. Ngài Chân Sa ngài có hai cái chùa ở trong quạt cái tỉnh Ubon đó. Cái chùa thứ nhất là ngài với chư Tăng Thái ở, gọi là Quát Noãn Bà Phôn. Còn cái chỗ mà dành cho chư Tăng ngoại quốc không á, gọi là Quát Bà Na Na Cha. Na Na là nhiều quốc gia đó, cha cha thị quốc gia mà ấy. Thì hai cái chỗ đó, cái chỗ nào nó khoảng 400-500 mẫu, ngài để thiên nhiên vậy đó, cũng có suối có cây có đồ đó để cho tập, mấy ông sư tập cái hành sống ở rừng, sống ở rừng, vô đó mình sống thật sự vô là sống giống như ở rừng á, sợ ma thì cũng không dám. Nhưng mà rồi thì cũng so với cái việc mà không hiểu giáo pháp thì cũng không có nhanh gì hơn là mấy cái vị mà ở ngoài thành phố ha. Đó là tùy theo ba la mật, một thứ hai đó, những cái nơi đó nó có những cái vị giảng sư hay thiền sư mà thứ thiệt là dễ, chứ còn mình vô rừng mà mình không có học chưa tới nơi tới chốn mà cái nghe người ta nói tu trong rừng mới ngon mới này, còn hay là Lâm Tăng mới là dễ chứng đắc này kia, mình vô rừng mà ở trước sau thì mình cũng tuột xe đông à. Nó không phải dễ, nó không bệnh thân thì nó cũng bệnh tâm, sợ bao nhiêu chuyện chứ không phải dễ giống như mình tưởng à. Thành ra cái đó phải tùy. Thành ra thường thường đó là cái các chùa mà khó khó nó cho mình tu xong rồi, trước khi mà nó cho mình, nó thả lỏng mình á, nó bắt phải học đúng theo luật á, là 5 năm học cái gì cái gì. Giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni rồi ông sư đó người thuộc hết rồi, biết cách làm này giấy để trong trường hợp mà mình có thể phạm giới này kia, mà giới nặng này hay giới nhẹ thì mình biết đường mà mình làm cho mình trong sạch được. Chứ còn nếu không mà chưa có rành hết mà vô ở vài bữa đó thì không phạm giới này cũng phạm giới nọ, nên nó rất là nguy hiểm chứ không phải dễ. Thành ra cái chuyện chứng đắc là do cái tiền nghiệp của mình, phần lớn là do tiền nghiệp của mình. Cái thứ hai là cái cộng đồng mà mình đang ở đó. Bởi vì cái mà cái trong cái bài kinh Sẵn Kỳ Tỳ Sô Tạ đó mà có ngài Sở Đi Bồ Tát ngài dạy đó cho biết đó, thì có nó muốn chứng sơ quả đó, nó có bốn pháp bốn chi đó, thường là gọi là Sổ Ta Bạch Tỳ Văn Khá. Sổ Ta tức là sơ bậc sơ quả đó, ăn khá tức là chi. Thì thứ nhất là sập vũ lý sẵn sẽ vô, tức phải gặp bậc thiện trí, bậc chân nhân chứ thứ thiệt chứ không phải giỡn. Cái thứ hai là sạch thâm mát xạ xạ quá năng, là nghe pháp từ cái vị đó. Cái thứ ba là vô ni sổ manasika đó, tức là nghĩa là mình phải có quán xét, phải hiểu rõ những cái lời cho để có thể thành được. Cái thứ tư là thâm ma nú thâm má bà tỳ bạch tỳ, tức là hành theo từng tự pháp. Mình đã nói bốn cái chi đó là mình thấy nếu mình ở trong rừng không thì rất là khó, chứ không phải là dễ đâu. Ngoài trừ những cái gì nhiều kinh nghiệm hay là
Thì cái gì thầy hay gì thường sư nó có khả năng ở một mình được thì mới có khả năng vô rừng được mà thôi. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ sa thú và dạ, kính tri ân sư Liễu Công. Dạ một câu hỏi nó ngược trở lại cái câu hồi nãy dạ, thưa sư, thí dụ như ở Việt Nam dạ, thì một số nhiều chứ con không có nói hết dạ, một số nhiều chư tăng Việt Nam thời này thì Việt Nam nó khá giả cho nên vật thực thì nó dư giả dạ, cho nên hầu như dạ, chư tăng Việt Nam nếu mà số phần đông là mình dòm thấy là coi như cứ đi trai tăng rồi lễ lộc quanh năm, tức là coi như rằm tháng giêng tháng tư tháng bảy tháng 10 rồi tết nhất rồi trung thu rồi tùm lum á, ta là coi coi như là lễ hội quanh năm và dạ, lễ hội quanh năm như vậy thì mình nói về cái mức độ mà vui vẻ đó, thưa sư dạ, tức là không có cảm thấy buồn đó dạ, bởi vì lễ hội lúc nào cũng vui vẻ thì như vậy thì cái sự tiến triển như vậy thì nó có giúp cho chư tăng tu nhanh hơn hay là nó có kéo cho chư tăng tuột lại hay không thưa sư? Dạ thì đây là một cái điểm mà tại con nhìn con so sánh giữa hai người tu và dạ, cũng y áo giống người thì mỗi sáng đi cất thực đi chân không lội rừng núi xa xôi quá để kiếm một bữa ăn mà bữa có bữa không, rồi một bên thì coi như là phủ phê dạ, con dùng từ phủ phê đây con đã thấy nhiều rồi, nó rất là nhiều đồ ăn. Thì như vậy thì thỉnh sư giảng dạy về cái việc mà nếu mình có nhiều Phật tử cung phụng quá đó, thì cái đường tu mình nó có bình thường hay là có tăng lên hay là có giảm không vậy con thỉnh sư? Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nghe là trong có tất cả là chín, như chúng tôi nhớ 10 pháp trở ngại trong cái việc mà cho một cái vị hành giả đó, nên là trong đó là cái việc mà gọi là cha tỳ sa bà tỳ sẩm bà tỳ phô khá đó, tức là những người xung quanh thân thuộc họ bạn bè thân tích hay là những cái vị hậu độ tín nam tín nữ gì ông sùng, những cái đó là cái trở ngại lớn cho cái sự hành được đạo của ông sư chứ không phải là dễ. Bởi vì đừng có tưởng mình là có phước mình được nhiều cái ấy, được nhiều người hộ độ này kia ông sùng, là cái đó là cái trở ngại rất là lớn đó, tài vật cũng là cái trở ngại. Quý vị nào rảnh thì lật trong thanh tịnh đạo ra coi, hoặc ngày giờ tại siêu ngày dạy tới khi nào tới nhớ nghe rõ kỹ cái phần đó đó, nó không phải là dễ đâu quý vị, nghĩa là nội cái chuyện thơ đó, đúng theo luật của Đức Phật đó là đã phạm giới rồi à. Thì đừng có nói hành thiết vậy đó, những cái đường thiền khó ở bên Thái mà chúng tôi qua đường thiền trong rừng đó vô là nó hỏi có bao nhiêu, nghĩa là trà tụ bạch bạch trà giá đó, mình nói là mình có mang theo vậy là nó bắt mình phải xả liền, xả xả mà không phải xả rồi cất mai mốt nó trả lại không có đâu, nó xả mình làm cái nghi thức xả xong rồi đưa cho cái anh thị giả đó đem ra ngoài đốt liền để chứng để cho mình không còn dính mắc vào cái tình tại đó, đó chứ không phải dễ đâu đó. Muốn biết chắc 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 trước trước sau gì nó cũng ấy, là thường ở quen trên Thái rồi mới biết là khi nào muốn nhân nguyện vô rừng để mình tu tập tháng 2 tháng đó là đi tại không, vì chỉ có bình bát mà thôi, vô đó đi xin có dạng nấy thôi chứ không có từng nói tà tụ bạch trai bạch chét diễn về tịnh tài cái gì, nó cũng không cho mang vô bắt phải xả, mà xả dục thiệt á chứ không phải là xả để mai mốt hết khóa tiền đó mà trả lại cho mình về, nó khó khăn vậy chứ không phải dễ đâu quý vị. Thành ra đó nó có cho 10 điều đó, gọi là 10 tùy theo cái chỗ, hình như là trong sách của cái vị nào dịch là quái niệm gì đó, chúng tôi nghe loáng thoáng chúng tôi không rõ, nhưng mà cái đó là trở ngại hoặc là những cái sự lôi kéo nó có 10 chuyện vậy đó, ngay cả cái không biết tại sao dịch cái chữ đó chúng tôi không có rõ, chúng tôi có tại vì thật sự ra chúng tôi cũng xin thưa quý vị nói những tôi không có biết, tại vì chúng tôi không có ít có đọc cái bộ Tam Tạng
Nam thầy đọc của Thái hoặc nhờ Vika xem của Miến Điện thôi. Chứ cái chữ Hán Việt của tôi là nó dỗm dữ lắm. Không nhiều khi đọc nó thành tàu lao, không có đọc. Lâu lâu có người tới chùa hỏi ba năm ba câu, hỏi mấy cái chữ đó chúng tôi cũng không biết là gì nữa. Nó khổ vậy đó. Nên nó có rất nhiều cái chuyện như đó, thành ra cái sự mà trở ngại đó, sự trở ngại ấy như vậy đó. Ngay cả trong Thanh Tịnh Đạo cũng giải thích là mình ở cái chỗ gần con đường lớn quá cũng không nên, mà mình ở căn nhà mới sơn cũng không nên, bởi cái mùi đó nó cũng làm cho mình khó chịu, hay là nó làm cho mình dính mắt cũng dần, chứ không phải là đâu phải dễ đâu. Thành ra cái chuyện mà mình chùa cao rồi chức lớn rồi đi đâu cũng có người tiền hô hậu ủng đó. Quỳnh hỏi có ngã có té gì không, là ngã té không, từng không ngã nhưng mà tuột thì có, tức là tuột xà đông á. Thành ra cái đó nguy hiểm cho cái đời phạm hạnh chứ không có lợi gì hết. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa thú, dạ, kính riêng sư Liễu Tông, dạ, hôm nay thắc mắc hơi nhiều, làm luôn câu nữa đi, cho nó xâm tụ quý vị chuẩn bị nha, quý vị nào chuẩn bị để lên hỏi. Dạ, thưa sư, sẵn con hỏi tiếp nữa là, đối với nãy giờ con hỏi vấn đề chư Tăng và đối với hàng Phật tử của chúng con thì có những nơi thì chư Tăng rất là khốn khổ. Và mình nói cái buổi mà cái chuyện mà Phật tử Việt Nam mình hay nói về dân y đó, tức là nhiều chùa ở miền Tây á, thì không có con ma nào làm thí chủ, người ta nghèo quá đi. Hoặc là dân y rất là đơn giản, nhà rất là đơn sơ nghèo. Rồi ở Sài Gòn á, thì ta nói thôi xếp hàng, xếp hàng gom tiền bỏ ngân quỹ xếp hàng tỷ tỷ không, tức là nói chuyện bạc tỷ không. Thì ở đây con không nói lễ dân y, con chỉ hỏi là người Phật tử chúng con khi mà hộ độ đó, thì đối với những cái ngôi chùa mà mình thấy nó khang trang, nó dư giả, nó gọi là xe hơi máy lạnh rồi cái nó có đủ hết rồi thưa sư, thì mình có cần khoan để cúng dường ở những nơi đó, mà chúng ta về những cái nơi nào mà chư Tăng còn thiếu ăn thiếu mặc mình cúng dường nó có nên gì hay không, hay là những nơi mà người ta nói chùa thiên, tức là cái chùa đó linh thiêng, nhà nó to lớn, nó nhiều người tới cúng thì nó linh hơn, thì vậy mình tới đó mình cúng thì cái phước mình nó mới lớn, còn mình đến cái chùa mà nó như cái, gọi là mái nhà tranh đó, thì nhiều khi cái phước nó không có, nhiều người họ nghĩ như vậy, cho nên họ cứ kéo đến những cái chùa mà càng lớn thì họ càng cúng. Thì thỉnh sư giảng dạy điểm này để người Phật tử chúng con biết cái cách để mà hộ độ chư Tăng à. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái phước mà nhiều đó là người cho, là người nhận có giới. Thành ra nếu mình lựa được thì nên lựa cái chỗ nào mà chư Tăng cho đó giới hạnh trang nghiêm, học hành đàng hoàng, tức là người tu đó, tức là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu. Chứ người tu mà không có giữ giới, dùng cái danh từ mà tùy duyên phá giới đó, thì đừng bao giờ mà tới đó mà làm bước đó. Bởi vì làm bước đó là không có phước, có phước cũng rất ít, nhiều khi nó thành vô hiệu nghiệp không chừng. Đó là phần mình thì mình phải giữ cái tâm trong sạch, cái tác ý cũng trong sạch, thì mình tới những cái nơi mà mình có thể lựa chọn được. Còn nếu mình tới cái nơi không lựa chọn được mà mình ở gần cái chỗ chùa đó, nó có thể nó giàu đi nữa, nhưng mà mình dân cúng thì dân cúng theo cái đúng theo luật của Đức Phật cho phép, là trong là những cái gì mà liên quan tới cái điều kiện sống của con sư, tức là chỗ ở rồi vật thực thuốc men với quý áo đó. Nếu theo y ông nào cũng y tốt thì khỏi dân y khác thuốc men. Nếu ông nào ông ấy cũng khỏe mạnh hết trơn á thì cũng không cần cái dân thuốc men. Coi cái chùa đó không có chỗ nào mà cần phải sửa, cầu không nghẹt không gì đó thì cũng khỏi dân cái đó ha. Rồi còn bây giờ còn cái gì nữa ha? Thì chỉ còn vật thực thì phải đợi buổi sáng ha. Buổi sáng đem vật thực vô dân ổng mà thôi, vậy thôi là có phước. Chứ còn nếu mình nghĩ cái chùa đó linh, chùa nào không có chùa nào linh đó, người ta đồn nhau thôi chứ không có chùa nào linh đó. Chùa nào mà
mà quý vị vô trong chùa đó mà thấy ông sư mà mười mấy bộ y rồi cất trong tủ rồi là biết cái chùa đó không có linh ở đó, Đức Phật không có cho cái đó, niệm lại Đức Phật không có cho phép. Thành ra cái gì mà quan trọng nhất là cái giới hạnh của ông sư đó, của bà sư đó, thì chúng tôi khuyên hoài mà có thể quý vị không có thích làm thôi, nghĩa là lên nhà ông Google đánh cái chữ giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới tỳ kheo nguyên thủy, giới tỳ kheo bất truyền đó, đó là sách coi tướng mấy ông sư mấy bà sư đó, coi xong để vô dòm nào lén lén nghe dòm dòm nó coi tướng ông này cỡ nào có đúng trong nhưng mà được được từ, trong kinh điển nói hay không, còn nếu mà không nói rồi cái vài bữa nó quý vị hối hận về cái việc thiện của quý vị, tại vì quý vị dâng cho đã rồi ông có dự độn không biết làm gì thế ông đem bán người ta ra là lúc đó là bà nhảy nhõm mà này ra có nhiều chuyện lắm, phàm phu thì lúc nào cũng có thể xảy ra được những cái chuyện mà mình không ngờ tới, thành ra mình làm cái gì thì mình cũng nắm vững một số vấn đề, những số điều kiện để khi mình làm mình không có hối hận gì sau. Cái đa số đi làm á, cái tam tư hay cái tứ tư trong cái việc làm đó thì chúng ta làm không có trọn vẹn, trước khi làm thì hăng hái, trong khi làm thì cũng hăng hái, lúc sau khi làm đó tiếc cái của mình cho, không chừng nghe ai nói rồi cái ông mà nãy nhõng nhận đồ của ông đó, ông đó dỗm dữ lắm rồi này kia ông sụp ha, thành ra là ngoài teo liệt, thành ra mình phải suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trong khi làm và suy nghĩ sau khi làm đó, để cho cái phước nó mới tăng trưởng theo cái thiện pháp mà mình đã làm, chứ còn nếu không thì có thể là cái thiện pháp đó nó rất ít năng lực và đôi khi là nó thành vô hiệu nghiệp không chừng. Nam mô Bích Thai vậy. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ sau đây con kính mời quý Phật tử hoan hỷ giơ tay nêu những câu hỏi của mình nếu quý vị có thể, hoặc quý vị có thể test chat nghĩa là đánh máy rồi post lên hơi mỏi tay. Dạ câu hỏi của quý vị Minh Tâm sẽ cố gắng đọc, tức là có hai chọn lựa. Xin mời quý vị quan ý tham gia và chúng ta tham gia, bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt, quý vị thấy ông Minh Tâm hỏi chuyện là bên Thái Lan mà cũng hỏi được nữa, tức là không sao cả, quý vị hỏi chuyện ở đâu cũng được cả, cứ tùy duyên. Sư sẽ quan hỷ trả lời cho quý vị. Bây giờ người nào mạnh dạn xung phong ạ? Rồi không ai xung phong hết. Dạ thôi để con hỏi một câu nữa. Dung Lai có hỏi là cho con hỏi Sankhara là gì thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Sankhara là cái gì mà nó có thể nó lôi kéo hoặc nó chi phối cái khác được, hoặc là nó có được nó có nhờ cái điều kiện khác, nó vừa là điều kiện cho người cho cái khác mà vừa được cái khác cho cái điều kiện của nó. Nó thường trong kinh điển làm dịch là chữ hành đó, nhưng mà khi mình dịch là chữ hành thì mình phải cẩn thận, chứ nhiều khi mỗi cái chỗ nó cái nghĩa nó khác nhau, chẳng hạn như Avijja Paccaya Sankhara đó thì chữ hành chỗ đó chỉ là nghiệp, tức là tâm sở tư mà thôi đó. Còn sập hề sẵn khả ra nết cha đó, thì cái chỗ đó thường trong kinh điển dịch là pháp hữu vi chứ không dịch hành được nữa, nếu mình dịch các hạnh vô thường là mình dễ hiểu lầm các pháp hữu vi vô thường nên là tùy theo nó có bốn năm chỗ vậy, là chỉ sẵn khả ra có bốn năm chỗ, mỗi chỗ nó có cái nghĩa khác mà cái chi pháp cũng khác nhau. Thường là mình dịch hay nghe nói là hành 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 là vậy, là cái chữ này mà mổ cái tài ra. Sa thú và kính trân sư Liễu Tông và xin mời Dung Lai tiếp tục đặt câu hỏi. Dạ xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Trong khi chờ đợi Minh Tâm xin có câu hỏi. Dạ thưa sư, ở hải ngoại này thì do có lẽ người Việt buồn cho nên những cái nhà thờ và chùa
thì tổ chức ca nhạc thì nó là một cái chuyện cũng lâu rồi, nhà con mười mấy chục năm con cũng thấy nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ thì cái này Việt kiều ca sĩ về trong nước hơi đông thì đã lan truyền tới trong nước, và bây giờ thì trong nước cũng bắt đầu lại lễ lộc thì kèm theo ca nhạc rồi cũng mướn những ca sĩ rồi nổi tiếng về, tức là làm những đại nhạc hội rất là vui. Thì ở đây con không muốn nói đến chuyện chùa chiền, mà con chỉ muốn hỏi rằng là đối với người Phật tử như chúng con thì có nên và tham gia vào những cái chương trình đó hay không, thưa sư? Tức là thì giống như sư biết rồi, thì mình ngồi mình coi đông, ngày năm tới ông khoái ông muốn nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa, tức là Phật tử càng đông đó, thì năm sau ông chủ trì ông chơi chơi lớn hơn. Bởi vì mỗi ca sĩ nó khác nhau, có nhiều ca sĩ giá nó gấp đôi gấp ba ca sĩ khác. Thì đây con kính thỉnh sư giảng dạy về phần phần tử chúng con thôi, còn phần chư tăng này thôi con không có tính, và con chỉ hỏi sư phần tử chúng con nên làm gì, và kính thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra, ra cái người tập tu đó, cái người tập tu đó tức là vô chùa đó, tại sao phải xin thọ tam quy với bát giới nè. Mà nếu mình vô mình ngày đó mình vô chùa mình thọ cái đó rồi rồi đó thì mình lúc đó là bát giới, đúng là bát giới thiện, nhưng bát giới họ trừ. Quên, mình đồng với bát giới họ trừ lại không? Nó nói cái chuyện ở trong chùa là cái nơi thanh tịnh, chùa nào mà làm những cái đó thì đáng lẽ mình cũng không nên ủng hộ nó, chứ đừng nói không có đi hay không mướn cả chỉ không mướn vậy đó. Bởi vì mình nó mới nói chứ, lỡ bữa đó mà mình thọ muốn thọ tam quy với tam giới mình cũng bất tiện. Mà cái chùa nào mà đa số bây giờ các chùa vậy đó, chúng tôi nói thì nhiều khi họ không có thích cái chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nói để cho quý vị biết những ngày nào mà nghe người ta tổ chức lễ hội không có nên tới đó để ngồi thưởng thức mấy cái đó. Bởi vì khi mình thưởng thức vậy đó, cái tâm mình là ác pháp nhiều hơn là thiện pháp, có thể là không có thiện pháp nữa. Cái ý nghiệp của mình mà ác pháp nhiều để làm gì? Một ngày mà quý vị rảnh, thay vì quý vị đi coi đi cái đó, là quý vị tới cái nơi nào tương đối mà thanh tịnh chút đó, xin thọ tam quy bát giới hay ngũ giới cũng được, rồi xin một trong những cái đề mục thiền chỉ hay thiền ấy, rồi ông sư cũng dạy sơ sơ rồi để cho mình ngồi mình hành cái đó, là phước báo nó còn nhiều hơn gấp mấy lần mình ngồi cả buổi để mà nghe những cái điều tào lao gì thấy không? Vì mình hiểu thì có những cái là mình phải không nên, dầu rằng làm ở trong chùa cũng vậy đó. Bởi vì đa số bây giờ họ cần cái đó để gì? Được bao thơ nó dễ hơn, chùa lớn thì cần nhiều bao thơ, còn nếu mà chùa nhỏ thì cũng cần bao thơ như thường để đi chơi đó. Thấy không? Thấy hồi xưa nó phải nói chưa, ông sư mà muốn kiếm được cái vé mà để đi hành hương Ấn Độ khó lắm, còn bây giờ thấy đi như ăn cơm bữa cái gì thấy không, nói đi được gì, tí tiền tiền nó để làm việc khác. Trong khi đó bên cạnh nó quý vị về Việt Nam rảnh đi xuống vùng bốn nữa, có nhiều vị sư nghĩa là y áo thế đều muốn rách hết à. Nhưng mà tại vì người ta lo tu, người ta không có giống như một số cái chỗ khác nha, thành ra lo tu để người ta kiếm phước. Bởi vì cái hành động của mình, cái thiện pháp mình đó được phước lợi ích kiếp này rồi hỡi kiếp sau. Nhưng mà vô nghe nhạc cái vui tai lúc đó thời sao chưa chắc đã được đi lên đâu, thành ra đừng có thắc mắc vậy đó. Nên làm cái gì mình cũng nên làm đó đúng theo điều của Đức Phật dạy, chứ không phải chứ không mình làm những cái điều không nên đó thì không tốt. Ngay cả đó, tổ tiên của mình ngày xưa đó là những người có đạo đức, thành nó mới có cái chữ xướng ca vô loại là như vậy nha. Nhưng mà bây giờ xã hội nó càng ngày nó càng suy đồi, nó thấy cái đó giống như là một cái món ăn để cho mình không mau đi xuống bốn bốn con đường bốn cái ngôi nhà cũ mình vậy đó. Anh ơi, đối với Phật tử thì muốn đi coi gì thì đi mấy cái chỗ đại hội ngoài nó làm đi, còn trong chùa tổ chức thì quý vị không nên
ủng hộ mấy cái gì đó, cái đó chuyện đó chuyện không đúng. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư. Dạ hình như là có một cái câu của cô Dung Lai hỏi tiếp, không biết có phải hay không đây cô Nhật Quỳnh. Dạ. Thưa sư, vậy các tập khi xấu có gọi là sankhara không ạ? Dạ con xin phép hỏi tiếp câu này để cho nó đúng cái ý của cô Dung Lai. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư to mèn. Dạ kính thưa chư quý vị, cái câu mà với cha bạch cha gia sẵn khả ra đó, cái chữ sẵn khả ra chỗ đó đó là tâm sở tư. Tâm sở tư nếu nó ở trong 12 tâm bất thiện thì cái đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Còn nếu mà cái tâm sở tư mà nó ở trong các con thiện đó, thì cái đó mới là nghiệp tốt. Thành ra khi mà mình làm mình phải cẩn thận cái do đó, chứ không phải lúc nào mà không nghĩ là nghĩ đúng hết á, không có đúng đâu ha. Chứ chữ sẵn ra chỗ đó đó, quý vị nghe nói là pháp hành đó, gọi là nếu mà cái tâm sở tư mà nó ở trong 12 tâm bất thiện đó, đó gọi là phi phúc hành. Đó. Còn nếu mà nó ở trong tâm thiện dục giới với tâm thiện sắc giới thì nó gọi là phúc hành. Còn nếu nó ở trong cái tâm thiện xưa vô sắc đó, thì gọi là bất động hành. Thành ra khi mà mình cái sẵn ra của mình đó, nó vẫn có xấu có tốt trong đó như thường, chứ không phải là không. Thành ra nên cẩn thận. Nam mô Bích Thầy. Dạ con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Thanh Tâm vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi của Giang Nhật Hạ. Dạ thưa sư, tại sao có sự chênh lệch 227 điều luật nguyên thủy và khoảng 240 mấy điều luật bên Phật giáo phát triển vậy? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, bên Bắc Truyền thì khi mà họ lãnh cái bộ tam tạng của thời vào thời ông Trần Quang Trang đi thì lúc đó nó đã tùm lum rồi. Bà La Môn nó vô nó phá, nó thêm này thêm bớt, thành nó có cái giới khác khác nữa, thí dụ như ăn chay rồi này kem sùm nó mới nhiều. Vào thời Đức Phật đó, thì cái giới ông sư tụng là 220 giới, còn bảy cái điều kia tức là bảy cái chế định để giải quyết cái những cái việc phạm giới hay là những cái sự mà xảy ra trong chư tăng mà không có ấy, đó là cái tóm tắt nhất của trong trong điều giáo luật của ông sư mà thôi. Nhưng mà nếu mà tính ra thêm chi thêm đồ mà có thể phạm được này kia, ông sùm nó lên cả tỷ cái điều chứ không có ít ha. Hình như cái đó là trong Thanh Tịnh Đạo cũng có đề cập, không biết bữa trước thì ngài Đại Siêu dạy trong phần giới có nói cái đó chưa. Thì nó rồi bây giờ hỏi cái giới Đức Phật mà chế định cho chư tăng bao nhiêu, đếm khỏi. Tại sau này có những cái xảy ra mà trong thời Đức Phật không có thì không có, nhưng mà trước khi ngài Niết Bàn ngài có lẽ có cho gọi là trợ tụ Mahā Bạch Bà Đê Xạ đó, tức là có nhiều chỗ dịch khác nhau nhưng chúng tôi dịch là bốn điều canh cãi, thì hai điều cho phép, hai điều không cho phép. Như thế nào? Điều nào Như Lai chưa chế định mà điều đó phù hợp vào cái điều đã chế định thì y theo điều đã chế định. Điều đó ngược lại cái điều nghĩa là không chế định đó đó mà đi ngược lại với cái điều kia thì cũng phải tính là đi theo ngược lại. Còn cái điều nào mà Như Lai cho phép thì cũng phải vậy, cho phép phù hợp với cái điều đã cho phép thì cái điều đó được cho phép, mà cho phép cái mới nó xuất hiện đó nó phù hợp với cái điều đã cấm thì cái điều mới vẫn cấm như thường. Ví dụ như vào thời Đức Phật đó, làm gì mà có cái vụ hút ấy đó, hút chất trắng đó. Thì bây giờ mình biết cái đó là như thế nào thì cái đó là một loại chất sai, thì Đức Phật đã cấm chất sai thì cái điều đó vẫn cấm như thường, chứ không phải nói là ôi thời Đức Phật không có rồi thì
tôi không có cần giữ, cái đó không phải. Thành ra nếu mà dựa vào bốn cái điều căn cải Đức Phật cho phép khi mà Ngài sắp Niết Bàn đó, thì không biết bao nhiêu điều mà nói, chứ không phải nói chứ mà có nhiều đó. Bởi vì bởi con đường đó, con đường giữ giới vậy nó mới mới đi lên được. Chứ còn nếu mình nghĩ 220 giới như vậy là ít quá, là chắc là còn có nhiều điều mình có thể làm được. Thật sự là giới của ông sư nó giữ đúng mức là không có nhúng nhích đâu được hết đâu quý vị. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, nãy giờ không biết có sót qua câu hỏi nào của quý vị hay không ạ. Nếu có sót qua câu nào, quý vị có thể copy rồi mình post cho lại, dạ, giúp qua giúp lại nha. Dạ, kính chào chú Kinh, vừa đến với đạo tràng, không biết chú Kinh hôm nay khỏe không? Con thấy Bariyati Thưa Sư, ngày nay chư Tăng có còn giữ đúng truyền thống an cư mùa mưa như lúc Phật còn tại thế không Thưa Sư? Chấm hỏi. Và con kính thỉnh Sư Lưu Tông. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn hiện giả, dạ, kính thưa chư quý vị, chư Tăng Nguyên Thủy thì vẫn giữ đúng chưa? Ngoài trừ một số nhỏ thì họ không giữ thôi, chứ đa số giữ đúng. Đó. Chúng tôi ở đây thì giữ phải đúng mà, phải giữ theo lịch của Ấn Độ đàng hoàng, chứ không phải là dịch lịch theo của mấy anh chạy. Đa số nhiều chị không có để ý cái đó, cái thì dựa vào ngày lịch của chạy là không được. Nhưng chúng tôi ở đây hành tại vì cái lúc mà ra nguyện ra hạ đó là phải nguyện ở trên cái chùa Miếng Điện ở đây. Ở đây có chùa Miếng Điện thì họ mời chư Tăng nào mà không có ở chùa làm thì họ đều mời lên đó. Thì chúng tôi thường lên đó để làm gì? Chư Tăng khắp nơi tụ về để làm lễ ra hạ đó. Mình có khả năng mình sám hối với đa số chư Tăng này kia, nó bảo đảm. Còn hai ông sư mà ở chùa hay là một đám chung ở chùa đó, nhiều khi sự sám hối nó có thể nó không thể trong sạch được, là tại vì có những cái lỗi phạm giống nhau, lỗi phạm khác nhau thì sám hối nhau được, và lỗi phạm giống nhau thì không có được. Lỗi phạm giống nhau thì không có được. Thành ra có dịp đi vậy đó thì nó chưa tăng hệ mà thể vẫn giữ đúng như là như thường. Đúng, và thường thường là họ cũng không có đi đâu hết á, chỉ ngoài trừ một số cái vị mà cái thích có chuyện gì cứ nói là cho đi. Bởi vì quý vị nên nhớ ra cái chuyện mà đi trong hạ đó nó nhiều khê, chứ nó không dễ giống như mình nghĩ. Đi trong hạ chỉ đi được y mật sinh si mà thôi. Còn giống như chúng tôi quen cái vị gọi là Bà Rí Dách Tị này nè, rồi chúng tôi trong hạ này muốn đi cho nó thôi, giờ ông tới ngày nào đó ông mời tôi đi mấy ngày rồi trong hạ đi, ông mời tôi có sẵn là mời đi đi như vậy vẫn đức hạ như thường, chỉ y mật sinh si có 5-6 điều mà thôi, chứ không có nhiều. 5-6 điều liên quan tới chư Tăng có duyên sự cần giải quyết, liên quan tới cha mẹ cần được giúp đỡ, liên quan tới bạn đồng họ mạnh mà hắn muốn tụ xà lông mình đi khuyên can thì được. Nhưng mà khi trước khi đi đó đều phải nguyện sẽ về sớm nhất có thể về được, tức là nguyện về trong ngày, trừ phi không được thì mới kéo dài thêm một hai ngày nữa, chứ không phải đi được lúc nào cũng được. 7 ngày đó là chuyện sai lầm, không có cho như vậy. Thành ra bao giờ cũng vậy, chứ Tăng vẫn giữ cho tới cái đó, mà giữ cho tới khi nào mà tăng tướng mất hết thì mới thôi, còn tăng tướng vẫn còn làm, vẫn còn giữ như thường. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, dạ, kính tri ân sư Liễu Tông, dạ, con kính đảnh lễ và bổn an sức khỏe sư Pháp Quang, sư Pháp Trang, và hai sư này có lót chữ Pháp hết trơn. Dạ. Sau đây con thấy có câu hỏi của Dung Lai một. Thưa sư, khi nhìn ra các tâm sở xấu khởi sanh như vậy, đã có chánh kiến chưa ạ? Dạ, con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn hiện giả, dạ, kính thưa chư quý vị.
nhìn ra nhìn lúc nào. Bữa nay có cái tâm xấu nó ác pháp nó phát sinh, ngày mới mới nhìn ra. Cái đó muốn hỏi câu này cho chắc ăn, bữa nào đi gặp thiền sư nào đi hành thiền với họ rồi hỏi, rồi hỏi với cái câu không có thể có câu trả lời chính xác được. À, có cái gì hỏi kinh Bích Thiên Đa kìa, Nam Mô Bích Thầy giá, đừng có nói thấy ngay vậy đó, nói vậy là không có đúng rồi, làm thế nào để thấy ngay. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, sau đây kính thỉnh chư tăng và có chư tăng vào room này, và kính thỉnh chư tăng có những cái thắc mắc gì đó về pháp học, và thỉnh chư tăng đặt câu hỏi để chúng con học ké. Và kính mong quý Phật tử quan nghị giơ tay lên nêu những thắc mắc của mình nè quý vị, giơ tay lên hỏi thẳng thì nó diễn đạt được cái câu hỏi nó hay hơn. Chứ như minh tâm mà kêu mà ngồi đánh máy mà để hỏi này chắc thôi diễn đạt cái ý nó không hết nha, tại vì văn của mình nó quá dở đi. nó khổ lắm, mình đâu phải lên nói à, hỏi vậy mà nhiều khi còn chưa chuẩn nữa. Dạ, kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Nguyên Thông. Dạ, hôm nay chư tăng quan lâm rất là đông, sa thú không biết sư Nguyên Thông giờ khỏe không. Dạ, sư Nguyên Thông có gì thắc mắc không ạ? À? Dạ, sư Nguyên Thông thì tuổi đời cao, kinh nghiệm nhiều. Dạ, kính thỉnh sư Nguyên Thông lên đặt câu hỏi sư Nguyên Thông. À, hôm nay ngày Phật pháp vấn đáp của sư Liễu Tông. Rồi sau đây có Thanh 119 có hỏi thưa sư, vị sư có thể xin nhập hạ ở chùa khác và ở nước ngoài không? Dạ chắc là không chứ không phải là khổng này. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Thà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nhà sư nhập hạ ở đâu cũng được với điều kiện là phải đợi đúng ngày đúng giờ, để ở chùa nào cũng được, ở nước nào cũng được. Dù bây giờ mình có quen ông sư Mỹ nào ông qua ông qua quần pháp ở South Africa gì đó, rồi ông có mời mình tới đó để nhập hạ trong vòng 3 tháng thì đi được không sao hết, những miễn là lực pháp ở chùa đó nó cho phép thôi. Cái đó thì không sao, có thể nhập hạ ở đâu cũng được, nhưng mà đúng từ ngày vô cho tới ngày ra đúng như cái theo lịch của Ấn Độ đàng hoàng. Chứ thật sự là ở ngoài mấy nước như nước Mỹ là đồng ý là nó không có nó không có đúng cái mùa giống như bên các nước Á Châu rồi tới mùa nhập hạ là mùa mưa, an cư mùa mưa. Nhưng mà mình nói dịch theo tiếng Bali quách xà là cái dịch hạ rồi biết rồi nhập hạ, chứ thật sự là an cư mùa mưa chứ không phải an cư mùa hạ vậy đó. An cư chỗ nào cũng được, nhớ là ngày nguyện là nguyện đúng ngày, tới ngày ra phải ra đúng ngày. Dầu rằng nguyện nhập hạ tiền hạ cũng như là hậu hạ cũng được, để mình đi tới cái chỗ nào mà mình trễ đó thì nhập hạ rằm cái rằm tháng hạ đó. Thường thường tính theo lịch tạo thì thường tháng 6, rằm tháng 6 đó thì mình đi, nếu mà trễ thì mình nhập hạ rằm tháng 7 cũng được. Nhưng cái gì nhập hạ rằm tháng 7 thì không nhận được, không được hưởng được những cái điều lợi lộc của cái vị mà hạ cho đúng cái hạ đó trước. Đó là như vậy đó, thành ra không sao, nhập ở đâu cũng được, không có gì phải lo ngại chuyện đó hết. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý chư tăng và mời quý vị quan nghị nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, chúng ta tranh thủ thời gian để được nhiều sự lợi lạc. Dạ, thưa sư, nãy sư có nói bốn điều, có những điều gì mà nó cần thay đổi mà học theo luật thì Đức Phật cho thay đổi. Để đây ý con hỏi thí dụ chư tăng mà ở Bắc Âu, tức là dùng nó lạnh nhà, thí dụ hoặc là Alaska, thí dụ mà có như vậy, Alaska thì nó lạnh quá thì mình có nên vào 3 tháng mùa đông không sư? Vì 3 tháng mùa đông thì nó
đi đứng nó khó, mùa đông ở trên đó tuyết nó ghê hồn lắm. Con mới nảy ra cái ý thôi. Mình có thể làm như vậy được hay không, tức là coi như mình nhập hạ vào 3 tháng mùa đông, cũng đúng 3 tháng tu tập, và như vậy nó có được phép hay không thưa sư, hay là chỉ có một số cái nhỏ nhỏ thôi? Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiện, dạ kính thưa chư quý vị, nhập hạ là phải đúng. Còn bây giờ tới mùa đông mình muốn nhập được cũng được, nhưng mà không gây gọi là nhập hạ được. Bởi vì khi nhập hạ ra hạ rồi nó có những cái chuyện giống như lễ dân y hay lễ này lễ nọ, rồi nó có bao nhiêu chuyện. Chứ còn mình lên đó tới ngày đó ra hạ rồi còn có người ta làm lễ dân y nữa. Cái chuyện đó có bộ không không yên rồi đó. Nên, như là tại vì hồi xưa đó là cái vấn đề nhập hạ là nó nằm ở cái vùng đó, thì được chế định theo cái đó, thành ra mình cứ bây giờ thì mình vẫn giữ theo cái đó chứ mình không ấy được. Ví dụ như ông sư thái ông ở đó thì ông thấy dường ông qua nhập hạ thì ông qua nhập hạ cũng đúng cái tháng, đâu phải giống như cái điều kiện bên sư thái được, phải không? Hôm qua thí dụ ông sư mấy sư Nam qua Mỹ này thì phải nhập hạ theo cái điều kiện của mấy ông sư trong nước, nhưng mà nó đúng trúng ngày trúng giờ bên Mỹ thì ông mấy sư bên Mỹ cũng phải làm vậy thôi đó, đó. Mình giữ cái đó chứ còn thí dụ như bên đây đâu có mưa gió gì đâu. Nhưng mà còn ở bên Ấn Độ hồi xưa hoặc là ở mấy cái xứ Á Châu giờ ông sư nó mà nói chứ mưa gió kiểu đó rồi phải đi này đi nọ rồi kia, nó nhiều chuyện nó nhiều khê dữ lắm. Mà ra thường thường cái mùa mưa là người ta phải an cư đấy, có thời giờ ta học hỏi nhiều sẵn dịp rồi khỏi phải đi ta làm này làm nọ cho nó mệt rồi học hỏi rồi này kia, nó nhiều chuyện vậy đó. Là người ta phải phải đúng giờ, không 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 thể nói mình lựa vào cái mùa rồi cái mình muốn làm gì làm cũng có được. Nam mô Bổn Thầy vậy. Sao thú sao thú, kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời quý vị hoan hỷ nêu ra những thắc mắc của mình ạ. Hồi nãy giờ như trong room không có ai mạnh dạn cầm mic ha, ai mạnh dạn giơ tay đặt câu hỏi quý vị. Quý vị giơ tay lên đặt câu hỏi đi, nó hay hơn. Lâu quá không gặp sư Nguyên Thông, không biết sư Nguyên Thông có thắc mắc gì không ạ? Sư Nguyên Thông có nghe không ạ? Lúc trước sư Nguyên Thông cũng thích nêu ra những câu hỏi đó, lúc này chắc chưa ít hỏi rồi ha, ít hỏi rồi, rất là xa thú. Nếu có gì thắc mắc thỉnh sư Nguyên Thông hoan hỷ giơ tay lên. Thứ nhất cho Phật tử của room này biết sư Nguyên Thông cũng khỏe, lâu rồi cũng thấy không có thấy sư giáng lâm. Xin mời quý vị ạ. Hồi nãy giờ không biết Minh Tâm có bỏ sót qua câu hỏi của ai, mong quý vị hỷ xả vui vẻ post lại nha, giúp qua giúp lại, nhiều khi Minh Tâm không có thấy. Thấy bàn tay cô Nhược Quỳnh, mời cô Nhược Quỳnh lên ạ. Nam mô Bổn Thầy, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Phạm Vương, cảm ơn nhà Minh Tâm, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và sa thủ kính cảm ơn Minh Minh Tâm đã làm thị giá cho ngài. Nam mô Bổn Thầy, nhà Quỳnh kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh hỏi tiếp một câu để Quỳnh có thời gian chuẩn bị, cũng như trong đạo tràng có chuẩn bị. Cảm ơn dừng lại hả? Phải như vậy không? Con bạch ngài, lúc nãy không nghe Huynh Minh Tâm hỏi và ngài đã trả lời. Có câu hỏi của Thanh rồi con xin đọc ạ. Thưa sư, nếu vị sư
đang nhập hạ hả? Chứ đâu phải nhập hạ phải không Thanh? Hay là nhập hạ? Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ là nhập hạ, mà ở trên câu thì chắc là nhậm hạ rồi. Nhậm hạ, dạ, vậy là có thể là đánh chữ cái máy nó bị nhầm phải không? Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá, dạ con xin đọc lại ạ. Thưa sư, nếu vị sư đang nhập hạ thì có thể lên bao thoát để nói pháp hay dòng. Nam Mô Bích Hai Giá, dạ con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị, thì cũng giống như ở dưới đất nhà sư được mời tới chỗ nào đó để lên pháp tọa để thuyết pháp giảng pháp, thì lên bồ tát cũng giống như lên pháp tọa thôi chứ có. Đâu chứ không lẽ chúng tôi có chương trình ví dụ vào ngày thứ bảy như vậy mà tới chừng nhập hạ thôi bỏ rung trống đâu có được. À, thì cũng giống thuyết pháp thường ở nơi thường ở trên chùa hay là ở chùa khác nó mời mình cũng giống vậy thôi, không có gì hết đó, mình không có làm gì sai đó, bởi vì nhập hạ là cái mà để giúp cho chư tăng cái nơi ăn như là thành để tu tập trong vòng 3 tháng, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là vào cái mùa đó thì bên Ấn Độ hồi xưa đó mưa. Yeah, đi rồi nghe dẫm này côn trùng đồ này kia bao nhiêu chuyện khác nhau nữa, thành ra mấy anh bà la môn hay là mấy ông nhiều chuyện ông vô quét Đức Phật thì Đức Phật mới thôi, một thời gian mùa mưa thì chư tăng nên ở một chỗ kiếm chỗ tu học đồ này kia ông dùng, nhưng mà chỉ được đi trong vòng có chuyện emergency thôi, nhưng mà ví dụ như ở vẫn gần gần nơi đó mà đi sao mà mình đi tao mời mình đi thuyết pháp mình đi mình về trước mặt trời mọc trong ngày hôm đó thì cũng đâu có gì phạm hay liên quan tới hại gì đâu, thì cũng giống như lên bo thoát vậy đó. Chứ còn bây giờ thì nhờ cái loại high tech này ra cũng đỡ, ông sư ở ngồi ở ở một nơi mà có nhiều người ở Nam Châu cũng có thể nghe được, chứ hồi xưa muốn làm vậy đó phải tu cho đắc bát thiền luyện thần thông đúng không, chứ còn bây giờ không cần thần thông vậy đó, chỉ cần tốn mấy chục trả tiền net là có thể là lên nói giống như là ngồi đây nói Huynh Minh Tâm ở sư ở biển này đọc bờ biển này mà nói Huynh Minh Tâm bờ biển kia mà nghe được thấy có khỏe phải không? Chứ nếu không có những cái phương tiện như vậy đó, Quỳnh Minh Tâm từ bên đó muốn được nghe pháp của sư Lưu Tông thì phải tốn mấy ngàn chứ không phải giỡn đâu, đi về đó không mua tài giá. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con hỏi một câu. Kính thưa sư phụ, Đức Phật giảng dạy là mình nên làm tất cả những việc thiện, là bởi vì việc thiện mình làm suốt đời suốt kiếp, chục kiếp trăm kiếp ngàn kiếp cũng không bao giờ đủ. Vậy kính thưa sư phụ, vậy mình khi mà làm việc thiện đó, mình có cần phải nguyện, thí dụ mình nguyện để kiếp sau mình đẹp trai, kiếp sau mình thông minh, kiếp sau mình học giỏi, hay là mình không có nguyện, chỉ cứ làm việc thiện thôi? Bởi vì trong cái Đức Phật chỉ khuyên là khuyên làm việc thiện chứ không có khuyên là nguyện. Nhưng mà trong cái kinh sách đó, thì có những nhiều người mà được lên đẹp đẽ, được lên thế này thế nọ, thì kinh nói là bởi vì họ có những nguyện là như vậy. Thí dụ như ngài Công Đế Nhã, ngài Công Đế Nhã thì ngài nguyện là đắc A-la-hán trước nhất. Còn ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thì muốn nguyện làm thượng thủ thanh văn. Thì kính thưa sư phụ, vậy với cái sự trí tuệ của sư phụ, sư phụ nên là dạy con là nên mỗi lần mà làm việc thiện, thí dụ như tu hành hay là ngồi thiền hay là cúng dường trai tăng, thì mình nên nguyện trong kiếp sau mình cái gì là theo cái ý sở cầu của mình muốn.
hay là mình chỉ làm việc thiện thôi. À, con xin trông ai là chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ cầm mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trước nhất là nguyện đó, là để mình hướng dẫn cái việc làm của mình đó, nó có cơ hội để nó cho cái quả theo cái điều kiện nha, mà mình hoạch định này. Những trong 10 pháp ba la mật, tức là Atithana Parami, thành ra mình làm rồi mình nên nguyện. Nhưng mà nguyện như thế nào? Cái nguyện đó cũng giống như hành động, là mình có hai chuyện. Chuyện thứ nhất gọi là thiện thông thường, thiện pháp, pháp thiện thông thường. Cái thứ hai là thiện pháp đưa tới bờ bên kia. Thành ra khi mà mình cho, mình bố thí mà mình không có nguyện, hoặc là mình nguyện cái kiểu luân hồi đó, tức là muốn được cái này cho tôi, được này trong kiếp sau này, kiếp sau đó, thì cái lời nguyện đó chỉ là nguyện thiện pháp thông thường mà thôi. Bởi vì nó vẫn đưa mình luân hồi, có thể đi dời bốn được đạo trở lại theo cái nghiệp cũ mình không chừng. Còn cái này mình nguyện là nguyện liền, nguyện để chấm dứt phiền não, hay là nguyện để ấy đó, tức là cái nguyện đó để đi ra. Thì cái nguyện đi ra đó mới gọi là bố thí ba la mật. Tại nên nếu mình không nguyện là mình không có cái bố thí, mình chỉ là pháp thông thường thôi. Nó thành là mình nên nguyện để mình hướng dẫn cái của mình. Thành ra khi mà nguyện có hai chuyện. Chuyện thứ nhất cho người khác, chuyện thứ hai cho mình. Mà thường nguyện cho người khác thì người ta có hai cách. Đối với người chết thì mình có cái danh từ gọi là hồi hướng. Đối với người sống thì mình nói mình tùy hỷ, mình muốn người khác tùy hỷ phước báo của mình, là mình nói thì người ta sẽ xả thú hay gì đó, là ta tùy hỷ phước báo với mình. Đó là cái phương pháp thì cho người khác. Còn mình nguyện cho mình là mình làm thế nào để được như cái quả như mình muốn vậy đó. Thì bây giờ tại sao mà chúng tôi khuyên quý vị là nên nguyện để được chấm dứt phiền não hay chấm dứt ác pháp ngủ ngầm? Bởi vì khi mà mình chấm dứt ác pháp ngủ ngầm, chấm dứt phiền não, thì mà trong thời gian mình chưa được cái tới đó đó, thì cái lộ nhân thiên là quả đương nhiên. Ví dụ như giờ Đại Đức Nguyên Thông cái lót tài để nguyện trúng 10.000, chưa chắc mua đủ xe, bởi giờ phải nó thế rồi này kiếm chồng nữa. À, còn bây giờ mà mình mua lót riêng nguyện trúng 1 triệu, mà lỡ nó trúng 1 triệu thiệt, thì cái 10.000 là quả đương nhiên, không cần có nguyện. À, nguyện nguyện cho nó tận cùng bằng số đi, cho nó chắc ăn. Thành ra nơi đi chứ không có đường nào đó. Thành ra có lẽ là trong room này chắc không biết cái gì nào có nghe cái người nào mà sát sanh xong rồi đứng chắp tay rồi này kia, nguyện cho cái sự sát sanh của tôi rồi cho tôi đi địa ngục, không có. Sát sanh là tới giờ là dương dương ngoắc ngoắc rồi biểu vô chảo chứ khỏi có ngoại nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính thưa sư phụ, cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Kính thưa sư phụ, về vấn đề thần thông đó sư phụ, khi mà chúng ta ngồi thiền Samatha và Vipassana thì có cái ích lợi của Samatha là đi đến Samadhi, còn Vipassana là để chứng sơ vị tam tiểu quả. Nhưng mà khi mà con đọc kinh, con thấy là những người thí dụ bà Upalavana và Kema thì họ chỉ tu chứ không thấy họ luyện, họ tu hành để luyện thần thông. Nhưng mà khi mà họ đắc thì lại đầy đủ là tam minh lục thông, rồi thần thông vĩ đại. Thí dụ như trong kinh nói là bà Khi Má và Upalavana thì có tài nghệ về trí tuệ như Upalavana, thì có thần thông tương đương với lại ngài Mokkalana, còn bà Khi Má thì có trí tuệ tương đương với Sariputta. Kính thưa sư phụ, vậy những cái thần thông đó là mình phải luyện để mà đạt được thần công thông đó qua 40 cái đề mục thiền đất nước gió lửa xanh trắng đỏ vàng và 32 thể trược để mà luyện thần thông, hay là mình chỉ tu hành làm những cái thiện pháp
và chỉ nguyện giác ngộ thôi, không có cần nguyện thần thông. Trong khi cái thần thông thì cũng là một cái khả năng để cho thể mình giúp mình để mình sống tránh khỏi được những cái khó khăn, và có thể là dùng cái khả năng thần thông để giáo hóa hướng của những người mà mình có thể giúp đỡ trên con đường tu hành của mình. Kính thưa sư phụ, điều đó thì mình nên học một môn đặc biệt để có thần thông, hay là chỉ tu Samatha và Vipassana để được đắc đạo và đồng thời cũng có tự động có thần thông? Kính thưa sư phụ, xin sư phụ giảng dạy cho con. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thần thông phát sanh có ba cách. Thứ nhất gọi là Samaphanuyokhapatisatthanyana, tức là cái này là phải hành thiền đúng mức, tức là tới bát thiền và luyện thần thông, luyện cái môn gì mình thích. Cái thứ hai Upapatisatthanyana, tức là phát sanh do cái điều kiện mà mình được sanh ra đó. Ví dụ mình sanh ra những cái luyện thần thông, nhưng mà khi mà cái tâm đạo nó phát sanh thì có cái thần thông trong đó. Tại là những cái vị mà giống như ngày mùa Mộc Khanh La Ná hay gì, hay là mấy cái ngày mà để nhất thần thông này kia, là thuộc loại mắt khát sĩ tí nhà ná, tức là nguyện nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải nó không phải mình nói không là nó sanh được. Cũng nguyện chứ thì nào nguyện, nguyện được cái đó chứ. Nguyện thì trong thời gian nguyện mình làm phước báo hoặc tới đó là mắt khát sĩ tí nhà ná, tức là đắc thường là từ tứ thánh đạo, đắc tứ thánh đạo là mang theo cái khả năng biểu diễn thần thông trong đó. Còn cái Upapatisatthanyana thì nó có nhiều loại, cái loại ví dụ mình sanh cõi phạm thiên này kia không có, còn những cái loại nào nó phát sanh do nghiệp, ví dụ như cá đó, nó sanh ra là nó lặn nước được, chứ còn nó phải đi vô cái trường người nhái để học lặn nó chết rồi, thấy không? Hay là chim nó sanh ra nó có cánh là nó bay chứ, nhưng mà sanh ra rồi nó phải nói mẹ nó chở tới đâu nó học bay đâu được, phải không? Đó là Upapatisatthanyana. Nó thành ra nó có loại mình nói, chứ còn mình không có là nguyện vậy đó. Mà trong thời gian mình là phàm phu rồi mình muốn có thần thông là mình phải đi học thiền. Thiền mà trong đó chỉ có 9 cái đề mục để có thể hành cái đó thiền được, nghĩa là đắc tới thiền rồi lên thiền vô xa luyện thần thông được dựa vào 9 cái đề mục đó thôi, tức là cả si ná đó, ngoại trừ cái đề mục hư không đó, thì nó cái đó là trong bữa thứ bảy nào đang vô nghe ngày tề siêu ngày dạy tới cái lúc đó thần thông thế nào mày cũng nói cho nghe đó. Chứ nó phải có điều kiện hết, chứ thường đa số là nó dựa vào cái là nguyện của mình, nguyện như thế nào, nó nguyện là sau này mình đắc đạo rồi có thần thông luôn này, thì cái đó gọi mắt xịt thí nhà nó nam mô bích thầy á. Mong bức thai giá, dạ con thấy đã được nguyên thông đã kính tri ân ngài rồi. Dạ nam mô bức thai giá, lúc nãy con thấy có câu hỏi của Thanh, không biết Thanh như N119 có còn ở trong đầu tràng không ạ? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ kính chào La Vi và vào DVD và vào đầu tràng. Dạ cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô bức thai giá. Dạ rồi, Nhật Quỳnh thấy có Thanh ở trong đạo tràng rồi. Nhật Quỳnh xin phát cái câu của Thanh 119. Thưa sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư vị, vẫn còn giữ được hay sao không? Ở Việt Nam thì quý vị thấy giờ Thái Văn Điện có những cái chùa cả 500-600 ông sư ở trong đó, mà nếu không có lục hòa thì tiêu. Ngoài trừ cái chùa nào đó ở Kiến Hòa thì chắc lục hòa thì chỉ có giữ được năm thôi.
Bây giờ tới Kiến Hòa Đồng Giải thì ở dưới đó không chịu đâu, mà họ là Kiến Hòa Đồng Khởi không mình đó. Chư Tăng thì còn vẫn còn giữ được đúng à, chỉ một số cái điều kiện nào đó thì có thể có chuyện thôi, nhưng mà dựa vào đế lực thì khi mà có chuyện thì Chư Tăng sẽ họp lại để làm những cái thí sầm thà ca la ná để giải quyết, thì vẫn giữ được như thường. Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ, con đã thấy thành anh nợ một cuộc kính đã xa thú rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, con xin hỏi một câu. Lúc nãy con nghe Quỳnh Minh Tâm hỏi ngài, thì con có cái ý nghĩ như gì, xin ngài giải thích cho con. Dạ, thí dụ những cái vị mà thích vào rừng tu, có phải do tiền kiếp của những vị này đã từng ở trong rừng không bạch ngài, hay là nghe những cái sự việc hiện tại nói ở ở trong rừng tu tốt rồi này kia nọ thì vào rừng tu, và cái thích vào rừng có phải là do cái tiền nghiệp không bạch ngài? Và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Bích Thai dạ. Kính bạch chư tôn hiền già, kính thưa chư quý vị, thật sự ra là nếu mà nói tiền nghiệp có lẽ là nó không có không có đúng hẳn cho lắm, bởi vì thật sự chúng ta ở đây nó phải nói cho vào cái thời mà trái đất 7-8 tỷ người thì chúng ta mới có ở thành phố rồi ấy, chứ còn thật sự là ngày xưa chúng ta cũng giống như ở cái dân gì là ở Amazon làm sao mà ở không ở rừng được. Nhưng mà cái thường thường những cái gì ở rừng là họ có cái hạnh nguyện ở trong đó, gì nào cũng vậy đó, chứ đâu phải dễ. Ví dụ như nói thật sự là Thái thì nó có khoảng 300.000 sư, mà cái lâm tăng hành trong rừng đó không có bao nhiêu đó, mười mấy 20.000 giống có nhiều không có nhiều đó. Đa số thì cũng ở ngoài đó, bởi vì nó có nhiều chuyện đó. Thứ nhất là thứ hai đó, có những cái nước mà nó không có những cái vùng mà nó không có cho ông sư vô gần đó. Ví dụ như bây giờ đỡ cho hồi xưa Tam Giác Vàng đó, cái vùng đó hồi chúng tôi ở Miến Điện đó, chúng tôi đi đi lên đó rồi cái ông sư kia ông rủ đi, thì tới cái ngã ba một cái quẹo xuống Tam Giác Vàng, còn cái quẹo đi lên nữa là nói là đi qua China gì, cái thành phố nào ở biên giới China gì đó, nó không cho người quốc tới đâu. Tôi thấy là đuổi về, đuổi trở lại chứ đâu cho đi, tính đi chơi cho biết rồi đó, không cho đi. Chứ đâu phải dễ đâu, muốn ở rừng cũng không phải dễ. Thái thì nó có những cái trường thiền ở trong rừng như vậy để cho mình vô thì sống lâm tăng thôi, chứ còn ôm cái dù với đồ này kia ông sùng đi, nó thật sự đi đi chơi cho ấy, chứ bây giờ không còn không có khả năng mà để sống lâu đâu. Hồi chúng tôi qua đây gặp con cái ông sư đó, ông cũng chín mấy tuổi rồi, ông có kể hồi thời ông đó, hồi ông mới tu đó, làm lâm tăng nó cũng khỏe, tại vì lúc đó đi ông lội bộ từ cái chỗ ông ở lên qua Miến Điện rồi qua Bangladesh đi xuống chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, ông nói ông đi về đó 4 năm đó mà không ai hỏi giấy tờ vậy đó. Còn bây giờ mình đi sức mấy và tới đó là coi chừng á, nó cho mình đi chuyến tàu suốt liền là không có được đâu. Anh đã có là cái hành nguyện của người ta, chứ còn nếu mà nói là tại tiền thì chắc là không có đầy đủ. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời những bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Quỳnh kinh nha, Quỳnh kinh. Dạ, trong đạo tràng không có vị nào hỏi, không có vị nào đưa tay, thì Nhật Quỳnh hỏi một câu để Quỳnh kinh chuẩn bị. À, Nhật Quỳnh mời Quỳnh kinh nha. Dạ, bạch ngài, lúc nãy cũng do cho con hỏi á, nếu một người Phật tử như con đi, dạ, như Phật tử như con đi, ở Việt Nam đi,
mình cũng thân cận hoặc có điều kiện. Ví dụ như giờ con thân cận ở chùa Bổ Đức đi, thì con rất là thích, rất là thích trai tăng. Và con hoặc là quý sư có bệnh hoạn gì thì con cũng thích dâng tịnh tài để quý sư đi chữa bệnh. Thì con có nên làm như vậy hay không? Hay là con thấy ngôi chùa Bổ Đức là chư tăng là Phật tử người ta cúng dường nhiều quá rồi, thôi thì mình đi tìm về những nơi xa xôi hẻo lánh để mình cúng dường. Nhưng mà nếu mà mình để có cái cơ hội mà những nơi xa xôi hệ mình cũng, thì con nghĩ rằng cái thiện tâm mình nó không có được. Tại vì ví dụ như con mà từ chỗ Biên Hòa đi mà đi về tới miền Tây, tại có lần sư Pháp Tính dắt chúng con đi dân y ở miền Tây, ở trong một cái vùng mà phải đi gần một ngày trời mới tới, tới là từ trưa mà đi tới, từ trưa mà ở Sài Gòn mà đi tới 11 giờ đêm mới tới cái chùa đó. Thì làm sao mà có cơ hội để đi? Mà nếu mà con không có cơ hội đi thì những cái thiện pháp mà con định làm con sẽ ngưng trệ. Như vậy câu hỏi của con á, là mình có phải chờ có cái cơ hội để mình đi dùng xa hẻo lánh như vậy để mình cúng dường, hay là lúc nào mình thấy cái tâm mình hoan hỷ thì mình cúng dường? Con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là mình làm hước mà mình lựa, mà lựa kiểu đó thì nó không có ấy. Chúng tôi cũng nói trên room này nhiều lần, cái cách làm phước mà mình có thể mình làm phước mà phước nhiều nhất đó, tức là mình biết hoặc là mình có thể hỏi xem những cái vị nào mà đang đi học, học mà ở Thái, ở Miến Điện thôi, chứ còn học ở Ấn Độ chúng tôi không có recommend. Đó. Thì cần giúp đỡ thì nên giúp đỡ những cái vị đó. Chứ còn mà nếu mà nói giúp chùa, giúp đồ hay giúp xe chùa rồi kia, chúng tôi không có recommend. Là tại vì lý do sao? Một vị sư học thành tài về có thể xây cái được vài ba cái ngôi chùa hoặc nhiều cái chục ngôi chùa không chừng. Nhưng mà mình xây 10 cái ngôi chùa về sau này chưa chắc có người ở. À, nên mình làm cái gì làm đấy. Còn mình làm phước đó, mình làm mình theo tùy duyên. Ví dụ như mình ở gần cái chùa nào cũng được đó. Nhưng mình không phải mình vô chùa cúng, nếu mà được cái chùa đó mà được đi phép đi trị bệnh rồi này kim sùng, hay là mỗi ngày mình cứ không cần họ không đi trị, đi cần trị bệnh khất thực cũng được, không sao. Mỗi ngày mình xin để bác một phần ăn gì đó, đó. Ví dụ canh hay gì không biết, mình biết sư chùa đó 4 năm ăn thì mình để một phần đó dần nhiều. Bởi vì mình nghĩ là mình không có nhiều khả năng thì mình theo cái khả năng của mình đó. Ngày nào cũng vậy mình tới hãy ăn thì vậy nó đỡ. Chứ còn nếu mà mình không có làm vậy, thứ nhất là ở chùa, nhưng cái chùa ở Mỹ nó xa xôi mà có những người gần thì không có. Tôi phải mai mốt tôi đi làm từ thiện ở Việt Nam nghèo hay ở Myanmar đồ này kia, trong khi ông sư đó nhiều khi không có Phật tử hộ độ thì ông phải tự túc, mà tự túc đôi khi cái giới ông, cái giới hạnh ông cũng không được trong sạch đó. Thành ra mình làm gì để mình giúp được người ta được. Chứ còn nếu mà mình nói phải chờ tới chỗ này kia, mình biết cái chùa đó nghèo đi nữa, nhưng mà 2 năm nữa mình nói xin thưa quý vị, ngày mai và kiếp sau chưa biết cái nào tới trước. Có thể kiếp sau tới trước, thì kiếp sau trước thì cái sự hy vọng của quý vị đi làm cái việc đó nó không thành đó. Giống như chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, hỏi mười vài phút nữa còn nói chuyện tiếp tục hay không, cái đó chúng tôi không có bảo đảm. Bởi vì ngày mai và kiếp sau chưa biết, không ai có thể tiên đoán được cái nào tới trước đó. Thành ra khi nó còn hơi thở anh cố gắng làm phước, phước đó mình đừng có cho nó nhỏ. Nhớ làm phước bao giờ nó cũng lớn hết, chứ không có nhỏ. Còn hãy mình lựa chọn thì mình làm cho cái phước đó nó nhỏ đó. Thành ra Thái với Miến Điện tại sao mà dân họ nghèo thiệt, nhưng mà quý vị thấy đời sống của người ta, ngày nào có những cái vị rất vàng, ngày nào cũng ra đầu đường ngồi mỗi ngày để bát chừng 2 vị 3 vị sư đâu nhiều. Người ta làm thường xuyên rồi đó, nó gọi là achin nó cầm á, làm thường xuyên lặp đi lặp lại, cái phước nó rất là nhiều đó. Mình đừng có nghĩ cái đấy, bởi vì nghĩa là
lỗ nhỏ có thể làm đắm tàu lớn như thế nào thì từng giọt nước nó cũng có thể làm đầy cho ly như thường. Thì làm thế nào để mình có thể làm liên tục cái thiện pháp mà mình mà đừng bây giờ nghĩ rằng thiện pháp nó nhỏ cả. Nghe lúc nào mà cái tâm mình suy nghĩ, cái miệng mình nói ra thì hay là cái thân mình hành động gì ráng gắn với cái thiện pháp đó, thì bất cứ việc gì cũng nên làm đó. Đó. Thì mình ở gần chùa thì tốt nhất là vậy đó. Bây giờ chư tăng ở Việt Nam thì nha, chúng tôi gặp một số vị hồi chúng tôi còn ở Thái ở Miến Điện này, nó giờ đi thì mình đều khó khăn, ngoại trừ ở dưới dùng bốn dùng của mấy vị sư Việt gốc Miên thì còn có thể làm được, chứ còn ở như Sài Gòn đâu này kia sầm nó rất là phiền là phức. Thì mình nếu mà có thân nhân hay là ở gần đó đó, nhưng mình cứ làm phước 30 ngày, mỗi ngày phần cơm hai phần cơm cũng được đấy đâu, không hao gì đó, nhưng mà làm phước liên tục cái tâm mình nó có năng lực rồi, nó thuần thục trong cái việc mà mình làm phước. Chứ còn đợi lâu có đấy để kêu xong cái chuyện đó chúng tôi thấy tôi vô phiền, bởi vì mình không chắc mình sống là ngày mai, chứ đừng nói 2 tuần nữa mới đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú lành thai, con thành kính tri ân câu giải đáp của ngài rất là nhiều luôn. Dạ, tại vì lúc nãy con nghe ngài giải thích rồi nghe huynh Minh Tâm hỏi, con trong lòng con rất là ái ngại. Tại vì ví dụ như cái này là thực tế luôn, ví dụ như ở chùa Đức đi, bề ngoài thì mình nhìn thấy rất là sung túc, rất là nhiều vị cúng kiến này kia nọ, nhưng thực chất có những vị sư đâu phải nhìn thấy bề ngoài cái chùa nhiều người cúng những lễ hội như vậy mà những vị sư đầy đủ đâu. Và cũng có nhiều vị thậm chí bệnh không có tiền uống thuốc, mà mình mà không nghĩ tới cái chuyện cúng dường những cái chùa ở gần mà phải đi tuốt ở xa, thì đi thì không có cơ hội, thì kể như rồi xong, con nghĩ là mình không còn có dịp tạo phước nữa. Con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Mình chào cô Biển Vi Nhân. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu hỏi của quý vị ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Huynh Kinh ơi, Nhật Quỳnh không thấy câu hỏi cũng không thấy bàn tay. Bây giờ Huynh Kinh cứu Nhật Quỳnh đi Huynh Kinh. Dạ Huynh Kinh vào nãy giờ cũng lâu rồi. Rồi xa thú, dạ mời bàn tay Huynh Kinh nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sàng Khai Ca. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Thấy hôm nay room cũng đông quá, để cho quý vị hỏi giờ. Hỏi hết thì với lại hơi thở. Thì kính lời sư, thì nói tới hơi thở thì có người nó có khi mình thở vào thở ra nó có liên hệ đến tứ đại. Tứ đại là đất nước lửa gió. Thì theo như cái vấn đề mà hơi thở vào thở ra như vậy, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái tứ đại nó nằm ở chỗ nào ở trong cái hơi thở thôi. Mà tứ đại có thể sanh khởi một lúc mà mình có thể biết được lúc bốn đại hay không, hay là như thế nào. Con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về vấn đề hơi thở liên hệ với tứ đại. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình chỉ biết khả năng biết một chứ không thể khả năng biết hai ba vậy đó. Bởi vì cái chùm sắc nó phát sinh tối thiểu nó có 8, tức là quý ni phô kha rút 8 đó, 8 cái lời đó mình không biết. Còn cái hơi thở là tùy theo mình dựa vào đâu để mình thấy thực tính pháp mà liên quan tới hơi thở. Chứ mà chưa chắc hơi thở là thực tính pháp, chưa chắc. Dầu rằng hơi thở nó phát sinh do tất cả hình như là 75 loại tâm này vậy, nhưng mà tùy theo cái cách của mình. Ví dụ cái người hành thiền chỉ thì nói thở vô dài thở ra dài, cái đó là nói thiền là không đúng, cái đó là chỉ tập niệm, cái đó là chính pháp chứ không phải là thực tính pháp. Mà cái chế định pháp nó vô nó làm gì thì mình ví dụ mình quan sát được cái xúc hay quan gì khác đó,
Thì cái lúc đó mới bắt đầu là Atabi Sammasano Satima đó, tức là ba cái loại đó nó mới vô được. Chứ còn bây giờ mình cái tập niệm thở vô dài, biết thở ra dài, biết thể biết này kia, em xong biết là biết cái gì. Tại sao biết nó dài? Chúng tôi nói từng rồi, tại sao biết nó dài? Biết dài là vì cái niệm nó nằm trong hơi thở lâu. Cái niệm nó biết hơi thở lâu thì cái đó dài, nhưng mà mình không thể nào biết liền trong lúc đó được, bởi vì mình đang quan sát cái gì đó, chứ mình không quan sát cái sự dài ngắn được. Bởi quan sát cái sự dài ngắn, mình nói tới dài tới nói tới ngắn, nó phải có sự so sánh thì mới biết cái nào dài cái nào ngắn. Nên nhờ hít vô thở ra đó mà một thời gian sau cái kinh nghiệm của người hành cái đó thì mới biết nó như thế nào. Chứ còn khi không mình thở ra một cái rồi mình nó thở ra dài thì bây giờ đâu biết nó dài, nghe không? Đó nó có nhiều cái chuyện rất là nhiều ghê chứ không phải không. Bởi vì cái hơi thở là nó tới năm chuyện để nói rằng chuyện nói liên quan tới khi mình nói thiền là nó có 4 5 cách, thì thiền chỉ nó có 4 5 cách khác nhau nữa, đếm hay là quan sát cái gì đó, cái đó trong thanh tịnh đạo nói rất là rõ. Còn nếu mà trong về phương diện thiền minh sát thì tùy theo, có thể quán thân bằng hơi thở cũng được, nhưng mà không phải lấy hơi thở để quán thân. Mà dùng cái đó để mình cái hơi thở nó xúc chỗ nào đó thì mình quan sát cái xúc như vậy đó. Mình chỉ cần để cái chỗ tiếp xúc thôi chứ mình không cần đi theo hơi thở gì đó. Nhưng tại sao mình biết nó dài? Tại vì mình biết xúc nó lâu hay là nó cái lúc vô đó thì cái tiền mình ở đó lâu, cái niệm ra nó ở ít, thì mình dựa vào cái tuổi thọ cái niệm đó chứ. Dù rằng nó cũng sát na nhưng mà nó liên tục trong những cái độ định tâm động tốc này kia không xong đó. Nên mình mới biết được cái đó chứ làm sao ấy được. Còn không thôi mình dùng hơi thở thì mình vẫn niệm, nghĩa là vẫn nhìn cái xúc cái gì như bình thường thôi, nhưng mà cái người mình nó thoải mái hay nó phát sinh cái gì đó thì mình có thể mình biết cái đó hay cái gì chứ. Mình hành hơi thở có lúc mình cũng phóng tâm, niệm phóng tâm, tại vì mình niệm phóng ở phàn chi cái phóng đó mình biết nó là cái gì chứ. Tâm có tham có sân có si, biết cái chỗ đó thì sao không biết, mà để biết là phóng mà là chi vậy? Phải không? Thì giờ đây chúng tôi nhiều khi ngồi không hiểu tại sao nó phóng này, biết nó phóng này phải biết cái tâm lúc đó nó là cái gì chứ tại sao cái niệm phóng mà chi cho chế định nó chen vô vậy, phải không? Nó tùy theo nở cái chỗ nào, cái khả năng của mình như thế nào, cá tính mình như thế nào thì mình có thể mình dùng hơi thở đó, hơi thở để quan sát theo cái foundation của nó thôi, chứ không phải là mình niệm hơi thở là phải nhất đến phải nhìn hơi thở. Nhìn hơi thở là không có được. Ngay cả mình cái hơi thở của mình có nhiều cái chỗ nó đi theo vô tới bụng tới gì đâu biết, nói cái đó là không có đúng, rất là sai sự thật. Thì chúng tôi có thí dụ cái cưa cũng vậy đó. Quý vị đừng có đi theo cái cưa đẩy tới luôn, quý vị đi nhân con mắt mà chạy tới chạy lui theo cái cưa vậy là còn biết cái gì nữa. Để cái điểm tiếp xúc của một cái vết nhọn của cái trong lưỡi cưa, cái vết nhọn nào thì em tiếp xúc nhìn chỗ đó, nó đi qua kệ, nó cũng cứ nhìn cái chỗ đó mà thôi, cái chỗ tiếp xúc đó thôi, rồi mình sẽ thấy đầu đuôi giữa gì hết đó. Chứ không phải đỡ, nó có những cái rồi mình nên tập cho nó kỹ, quan sát cho nó kỹ để rồi ông thiền sư cũng sẽ chỉ cho mình. Tại vì khi mình trình pháp ông biết cái đó là cái loại nào, cái đó là lạc vô thiền chỉ thiền quán gì chưa hay là sao gì đó, thì ông thiền sư cũng sẽ giải thích rất rõ ràng. Thì còn bây giờ quý vị hỏi chung giống như mình kinh chúng tôi nói là tôi không biết được đâu trả lời, bởi vì nó phải biết cái chỗ đó này là như thế nào thì mới có thể dùng kinh điển để giải thích được. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính thưa sư. Như vậy thì sư nói là khi mà mình người mà thở vào thở ra và biết dài là do có cái niệm ghi nhận cái sự xúc, càng lâu thì coi như là thở dài. Thì bây giờ Phật tử đa số là thuộc loại siêu sao không, thuộc loại siêu cơ không, phải nói ví dụ như là phóng vật là phải niệm là phóng ngà nghe không. Nhưng mà giờ theo như vấn đề đó thì khi mà mình hít vào thì cái sự xúc người ta có thể niệm được không, chứ có thể niệm mình xúc dài nó có thể niệm sự xúc nó kéo dài được. Chẳng hạn như hít vô hơi thở dài thì như vậy có phải là mình đang có an trú cái chánh niệm được dài theo hơi thở, ngắn theo hơi thở không ạ?
Dạ con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, cái đó là đi đi con đường khác rồi. Chúng tôi thí dụ vậy để chúng tôi trở lại vấn đề này. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi mình tê, ông thầy sư cũng dạy niệm tê à cái mình niệm tê à thì mình hết hết tê, cảm thấy hết tê chứ tê là cũng chắc không hết đâu. Tại sao cảm thấy hết tê? Tại vì cái tâm mình nó có cái đối tượng là tê 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 rồi thì nó lấy cái lộ trình tâm nào mà nó nhìn vô cái chỗ đau, phải không? Đó. Thành ra khi mình niệm vậy tức là mình lừa cái lộ trình tâm mình cho nó chạy ra cái chế định pháp để nó quên cái chỗ đau chứ không phải là niệm là nó hết đau. Thì cái trường hợp này cũng vậy, phải không? Khi cái niệm mình ở đó nó còn cái niệm đó, thì mình chỉ biết được cái niệm sau khi mình thở hết một hai hơi thì mình mới biết được chứ, bởi vì chúng tôi nói là muốn biết dài ngắn nó phải có sự so sánh đó. Mà điều người ta nói vậy để cho mình biết là để cho mình giống như là mình tạo, nghĩa là ông thầy sư ông khuyên mình nên có niệm liên tục trong hơi thở. Nhưng mà nói vậy, nhiều khi người ta nghe người ta không hiểu, ông nói dài thở dài biết thở dài thở ngắn ngắn để chứng tỏ hơi thở. Cái niệm thì theo hơi thở nó lâu hay mau, rồi mình cứ mình theo đó mà mình không hiểu cái ý của ông thầy sư mình theo mình làm hoài nó thành chuyện khác là như vậy đó. Thí dụ cái vụ điển hình cái là mình bị tê, mình niệm tê à thì nó cảm thấy nó hết tê rồi, khen ông thầy sư hay ông chỉ tôi làm hết tê, làm sao hết tê được. Nhưng mà cái lộ trình tâm nó có cái đối tượng khác rồi thì nó phải buông cái đối tượng cũ chứ, làm sao mà một lộ trình tâm mà cho nó nắm được hai đối tượng, phải không? Nó mô với thầy á. À, xa thú giờ kính tri ân nghe thường tọa Lưu Tông. À, thì quả thật như vậy, chúng ta thường hay bị rơi vào trong những cái trường hợp coi như là mình tự đánh lừa mình. Rồi vậy thì như vậy thì còn cái vấn đề mà quán tử thi đó thôi sư, thì trong cái kinh Tứ Niệm Xứ cũng có dạy mình quán về tử thi. Nhưng mà thời bây giờ thì cái vấn đề này cũng khó mà thực hiện được vấn đề này. Thì như vậy mình có thể ứng dụng bằng cách quán tử thi là mình lên internet mình tử thi ra mình ngồi mình quán, thì như vậy nó có phải là đúng với theo cái quán thực mà thực bên ngoài hay không ạ? Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiền giả dạ, kính thưa chư quý vị. Cái đó thì không có lợi ích gì ở đây quên ơi. Thường thường đó, tại sao những bệnh viện người ta nhận xác chết là vậy đó. Ở bên Mỹ chúng tôi không biết, nhưng bên Thái đó mấy cái bệnh viện mà nó nhận đó là nó để nguyên vậy đó, là tùy theo cái gì đó cho bao lâu, chứ người ta không có cho lâu, nên những người ta không có cho lâu. Khi nào mà cần cho lâu thì nó mới bỏ vô nước, cái nước gì của nó thấy để mình lần 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 đó đó. Nhưng mà khi mà nó bỏ vô nước rồi và mình nhìn cái xác chết ở ngoài, hai cái nó khác nhau 100% luôn quên, con mắt mình á, chứ đừng nói gì đó. Thành ra cái chuyện mà qua hình qua đồ là bảo đảm nhìn rồi không thấy gì đó, không có thấy. Nghĩa còn mình nhìn ngay xác chết mình thấy, nghĩa là giờ trước giờ sau nó khác nhau rồi. Ra bây giờ mình ra mình đứng dòm cái mình đi kinh hành dòm mình trở lần dòm nó đã khác rồi à, cái da của nó hay là cái những trạng thái của nó khác rồi. Thành ra đó lý do tại sao người ta mới biểu mình nên có những cái chỗ mà ở bên Thái đó, nó có cái chỗ để đi qua xác chết là vậy đó. Nghĩa là nhưng mà thật sự ra đó, nó nói cái người nào mà yếu bóng dưới chút là dòm cái là bảo đảm xịu, đừng phải giỡn, nó xác chết bình thường nó nằm về đó. Mình tưởng tại bên mình đi mấy đám ma mình thấy nó trang để làm đồ này kia lại rém như người ngủ chứ, chứ ở sức mấy cái gì thứ thiệt mà nó nằm đó là bảo đảm quên rùng rợn như lắm. Nên đó lý do là nếu mà đem hình ra thì chắc không có kết quả nhiều đâu. Ngay cả mình vô trong trong cái chỗ nhà xác mình dòm đó là nó đã khác, ở bên Mỹ nó khác rồi, nó làm giống nhầm ngủ rồi, nó sơn sửa này kia hết chứ nó không ấy. Trời ơi, có ra cái xác thiệt là nó khủng khiếp kỳ lắm, chứ đâu không có giống như ấy đâu. Đó. Chúng tôi xưa cũng làm trời đi tập mấy lần sau này không dám nữa. Sao đạo chơi đó
rồi đi đi coi nó thiêu sống, thiêu thiêu xác là vậy đó, cũng vậy đó. Cả tuần lễ nhắm mắt là thấy nó đưa tay đưa cẳng giống như một kể cho mình nghe. Rồi sao này không chơi mấy cái đó nữa. Khi mới gác cho nó chắc ăn, nó rùng rợn lắm. Thành ra thường thường nếu quên đem hình ra thì không có lợi gì đó. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa thứ xa thứ à, kính trời thượng tọa lưỡng tông. À, quý vị có hỏi gì thì cứ giơ tay hoặc là tắt chat lên nha, để bỏ thời gian trống thì cũng ổn. Chúng tôi cứ hỏi ngài lưỡng tông liên tục để quý vị có suy nghĩ là lương theo vấn đề để đặt câu hỏi. Có gì cứ giơ tay rồi chúng tôi nhường mic là liền. À, để em không giữ lâu quá cũng kỳ. À, thì để cung thỉnh hỏi sư về vấn đề mà thiền, liên hệ đến vụ thiền. Trong kinh thì Đức Phật thường hay dạy là ly dục ly ác bất thiện pháp, mà chứng trú và chứng và trú và sơ thiền nhị thiền vân vân. Thì thưa sư, thì vấn đề này mình phải nên hiểu như thế nào, là phải ly dục trước, ly ác bất thiện pháp trước rồi mới tu thiền mới chứng đắc được, hay là khi mà đắc thiền thì tự nhiên nó sẽ được cái sát ma tâm nó sẽ tự động, nó sẽ ly dục ly ác bất thiện pháp? À, theo những vấn đề này sư Quan Hỷ trình bày để cho Phật tử được hiểu nó chúng ta phải như thế nào mới có thể. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, mình phải ly dục trước chứ làm sao còn cái chuyện mà đắc thiện ly dục, cái chuyện đó là chuyện khác. À, bởi vì khi đắc thiện ly dục cái đó, đó trong Pali nó gọi là tà thân khá bà hả ná, có chỗ gọi là tạ thân khá niếp ba ná, tức là diệt dục một tạm thời. À, cái đó là cái quả rồi. Còn cái mà mình ly dục trước khi mình hạ thủ công phu, cái đó là mình tạo cái nhân ly dục bằng cách là mình luôn luôn mình có tâm mình, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó có cái gì vô là phải đề phòng cái tâm biết ngay cái chỗ đó. mới tính cái chuyện khác, mà biết chưa được thì bảo đảm vô là từ phóng tới phóng mà thôi. Đó. Thành ra cái mà ly dục trước để làm đó, cái đó là mình tạo cái nhân. Còn cái mà đắc thiền mà ly dục, cái đó là cái quả của cái pháp thiền, cái quả của cái pháp đắc của mình. Hai cái khác nhau. Thành ra khi đắc thiền rồi đó, có tiếng Pali đàng hoàng đó, để rõ ràng đó là tăng khả bà ná. Nhưng mà cũng có chỗ như tôi nói là thân cá niết bàn á. Thành ra niết bàn thì thể chỉ 4-5 loại, là tùy theo cách mình đè đó, đè cái chỗ đó đó. Nghe, thiền là nó chặt cái do cái chi, những cái chi thiền nó làm cho cái đó không có còn cái khả năng mà trội lên nữa trong khoảng thời gian cho tới khi nào thiền mình bị hoại mà thôi. Nó lâu hơn. Còn cái mà mình ly dục để mình hành thiền đó, nghĩa là chút xíu là nó trở lại, chút xíu trở lại là nó giống như là bắt cóc vậy mà. Nhưng mà mình phải cố gắng mình đề phòng cái tâm mình để cho những cái đó nó đừng khởi sanh, để mình mới có thể cái tâm mình nó mới có thể nó an trú trong cái đối tượng để nó đi đưa tới cái sự chứng đắc về sau. Nam mô Bụt Thầy. Giá à, xa thú dạ, kính thưa thượng tọa Lưỡng Tông. À, quý vị dân hoa cũng dừng thượng tọa Lưỡng Tông quý vị. À, xa thứ thì kính thưa sư, trong cái vấn đề thiền này nó cũng nhiều thứ nhiều khê lắm. À, khi mà thiền thì nó có thường thường là nó có liên hệ đến vấn đề thông. À, giống như thần thông chẳng hạn, thì trong vấn đề thần thông có cái mà thần túc thông đó thôi. Tức là một người đắc thiền xong chuyển qua thông xong, họ có thể dùng thân mà để xuyên qua tường, đổ thổ, đi trên mặt nước, là biến hóa tùm lum, tay chạm mặt trời con. Thì cái này có vẻ như là nó phản khoa học quá thôi. Bây giờ mình phải giải thích như thế nào? Ví dụ như giờ lấy một cái trường hợp điển hình là đi xuyên qua tường. Bây giờ cái thân của mình là thuộc về thô, sắc thô, làm sao thần thông đi xuyên qua tường là đi xuyên như thế nào? Không lẽ giờ mình rã cái thân ra để mà đi xuyên qua tường? À, thì vấn đề này theo như trong chú giải có giải thích như thế nào về vấn đề mà thần túc thông đi xuyên qua tường bằng cách nào không ạ? À? Dạ, con cũng tỉnh sư Quan Hỷ giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, mình đi xuyên qua tường được đó là tại mình điện thần thông
với cái một vài cái đề mục trong thanh tịnh đạo có đề cập mà chúng tôi không nhớ rõ đấy. Thành ra khi mình muốn đi qua cái đó thì mình ví dụ như khoảng không đi, em khoảng không mà thường quý vị nghe mấy người nói là khoét cái lỗ ở đâu rồi nhìn từ trong ra là cái quán đó đó. Mình dùng cái đề mục đó khi mà mình đắc thiền đắc thông đó, mình dùng cái đề mục đó đó thì mình nhìn vào tường thì tường nó cũng giống như có cái khoảng không đối với cái vị đó mà thôi, chẳng phải đối người khác, đối với vị đó thôi, thì cái khoảng không nó đủ để mình đi qua. Hoặc là bây giờ mình muốn đi qua nước thì mình nhìn nước mà với cái đường mục đất thì tự nhiên là nước nó giống như đất. Đó là trong trong chú giải giải thích vậy, mà còn chúng tôi không có đắc vậy. Quý vị đừng có tưởng tôi làm bữa nào biểu làm thử mà mệt đó. Thì đất thì nước nó cứng như đất, đi qua nước như chơi là vậy đó. Nó có trong những cái 10 cái biến xứ, rồi mỗi cái biến xứ nó có thể nó thành những cái chuyện để mình có thể mình đi mình biến hóa rồi được vậy đó. Đó là họ giải thích vậy đó. Chứ còn thật sự thế nào chúng tôi chưa tới đó. Quỳnh hỏi nhiều khi tôi nói ngồi cái nó bậy không ai, lỡ có ai đắc con này họ nói ông sư để dỗ mệt rồi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ à, sao rồi dạ, kính thưa từ tập lớn không à, thì cũng trong trong cái vấn đề thần thông này thôi chứ cái mà về thiên nhĩ thông thôi chứ. À, thì là người mà luyện được thiên nhĩ thông nghe được âm thanh rất là xa tế, nghe được những âm thanh khó mà nghe được. Thì như vậy người đó nghe thì về cái thiên nhĩ thông có cái chú giải nào nói về thiên nhĩ thông này không sư? Nghe bằng lỗ tai, bằng nhĩ căn, hay là nghe bằng một cái loại sắc pháp nào trong trong cái thân này của mình, hay là dùng cái cách nào để mà có thể nghe được những cái âm thanh mà gần như là không thể nghe được, quá xa. À, theo sư thì trong cái thiền giới thông này sử dụng bằng cái phương pháp như thế nào? Và còn cầu thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thà, giá kính bạch chư tôn mẹ, giá kính thưa chư quý vị. Cái này thì chúng tôi không thấy trong chú giải, nên cũng không có biết, không biết trả lời cho chính xác như thế nào. Thì mấy cái này tôi quên hỏi chịu để bữa nào để rảnh hỏi ông nào mà ông nghiên cứu mấy cái này cho nó rõ, rồi hỏi gì đó thì chúng tôi mới dám trả lời. Chứ về thần thông đồ này kia ông dùng nó có nhiều chuyện nó giải thích lắm, mình không có rảnh để đọc nhiều. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ xa thứ dạ kính trân từ tập lớn. Dạ thì có một cái vấn đề này nữa, con cũng có nghe nói hoặc là có đọc lâu lâu rồi, thì có nghe nói về chư thiên đó thôi, chư thiên của dục giới mình nói chuyện bằng ngôn ngữ Pali, thì cái điều này nó có phải xác thực là như vậy hay không ạ? Không biết chư thiên nếu mà nói bằng ngôn ngữ Pali thì bây giờ nếu mà mình cầu nguyện chư thiên những người Việt Nam mình nói bằng tiếng Việt thì sao chư thiên có hiểu được? Thì như vậy cái vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích, có thật sự là chư thiên sử dụng ngôn ngữ Pali không ạ? Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bởi vì cái ngôn ngữ Bali theo chú giải là ngôn ngữ của Chakrawala, tức là của vũ trụ mà. Thành ra tất cả các loại chúng sanh đều có khả năng hết á, đều có khả năng để nghe. Nhưng mà thường thường nghe mấy cái loại khác thì mình không biết, nhưng mà con người đều phải học. Còn ở trên cái các cõi mà ấy đó, thì bởi vì mình thấy như thế này nè, ngay trong kinh cũng có đề cập tới đó. Cái gì đọc bài kinh 38 pháp an lành đó, thấy không? Deva manusa kia đó, chư thiên và nhân loại hằng tầm cầu để suy nghĩ đều hạnh phúc. Nó thành ra tới bạch chư Đức Thế Tôn. Hoặc là cái những cái chuyện mà ngày một ngày Mốc Khanh La Ná, hay là một cái chỗ chuyện ngày Ubakuta đó, lâu lâu ngày lên cung trời này kia gặp chư thiên ngày cũng hỏi vậy đó. Thành ra không lẽ ngày hỏi bằng tiếng gì? Mấy ngày đó chắc không biết tiếng Anh tiếng U gì đâu, chỉ biết tiếng Magathi, tức là tiếng Bali thôi. Mà ngay cả mấy cái chúng sanh ở địa ngục khi mà báo mộng cho
vua xứ Cô Sa Lá đó cũng dùng là đú sụ na sổ đó thì cũng Pali hết, thấy không? Nên mình dựa vào kinh điển thì mình có thể mình thấy là tất cả những cái chúng sanh đa số các cõi đều có thể có khả năng thẩm thấu cái điều đó, nghe là nghe. Còn hiểu như thế nào thì thật sự ra mình là phàm nhân, mình ở cõi này mình không biết người ta hiểu thế nào, mình không muốn học muốn chết. Cái cõi mình phải học về chế định để mình có hiểu được, nhưng mà cái cõi khác thì cái ngôn ngữ nó không có nhiều chế định. Ví dụ quý vị thấy con cẩu á, con cẩu Mỹ mà nó gặp con cẩu Tây mà nó ngoắc đuôi nhau là nó biết chuyện gì xảy ra liền. Là một là nó lại nó quấn quýt nhau, hai là nhào vô nó cá táp nhau liền. Mình phải nói đã chửi lộn lộn chùm rồi mới quấn hay là bỏ đi, thấy không? Nó chân ấy nó biết, nó đâu cần học tiếng Mỹ hay tiếng Tây gì đâu đó. Thì rồi đó, nó những cái có lẽ là cái ngôn ngữ nó cũng chỉ có một loại ngôn ngữ thôi. Rồi mình đặt tên này tên nọ chứ nó kêu cái âm thanh của nó diễn tả một số cái điều kiện gì đó mà chúng sanh cùng loại nó biết nha. Nhưng mà còn người muốn biết cái đó đó là phải luyện thần thông rồi này kia mới có thể biết được. Nên những cái chuyện đó về vũ trụ nó nhiều khi nhiều chuyện mình không có khả năng để mà giải thích. Nhưng mà dựa theo kinh điển là mấy cái ngày đi lên này này kim sùm hay là ngày một người liên ngày xuống địa ngục này hỏi cái gì đó, trong kinh này ghi Bali không mình cũng chẳng biết ngày hỏi bằng tiếng gì nữa. Ngày về mới kể nghe thôi này kim sùm đó, thì đó là những cái chuyện mà mình dựa vào kinh điển để mình tin hay không tin là cái chuyện đó tính sao. Nhưng mà họ giải thích thì khi nào người nào đắc thần thông nghe được biết được thì mới giải thích được, chứ còn mình chưa có kinh nghiệm đó. Cho nó sủa mình không biết nó nói gì, nhưng mà nói với nó nhau rồi nó, một đứa là nó sủa tiếng Mỹ, đứa sủa tiếng Tây, nó cũng hiểu nhau như thường. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thứ sa thứ, dạ kính dân thượng tọa Lý Long. Để nói vòng vòng và trả lại vấn đề mà tu sĩ con tỉnh sư Hoàng Nghĩ giải thích về vấn đề đi kinh hành thôi. Bây giờ khi mà mình muốn đi kinh hành, trước tiên mình phải ví dụ đứng rồi cái mình là mới niệm là phải trái thì nó mới khởi động được. Thì như vậy là nếu mà mình niệm phải bước trái bước cái là mình rơi vô chế định. Thì như vậy thì làm thế nào để trong cái lúc khởi đầu tiên đó là mình vẫn giữ được cái thực tính pháp, mà làm sao mà không có khởi được cái ý mà niệm cái vấn đề phải à trái phải bước trái bước, nếu mình không niệm gì nó không bước, nó đứng chỗ. Thì vấn đề này theo sư thì phải giải thích như thế nào? Dạ con cùng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự trong Bali nói rõ ràng nè, sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, rồi sự suy nghĩ đó phát sanh chất gió đó chuyển động. Thành ra cái chất gió nó chuyển động đó là mình biến ở đâu là mình nhìn vào sự chuyển động chất gió đó, chứ không phải trái gì cả. Phải trái là chế định của đời để gọi cái đó là chân phải chân trái, thấy không? Nhưng mà trong Bali thì không có. Khi mình cái tâm mình có sự suy nghĩ sẽ bước đi thì nó tích tắc cái sự suy nghĩ nó phát sinh chất gió, mà chất gió nó chuyển động thì cái sự chuyển động chỗ nào đó là mình nhìn vào chỗ đó là đi, chứ không có cái gì khác ngoài cái đó đó. Thì nên mình quan sát cái chuyển động đó thì mình thấy cái chất đó, cái trạng thái chất đó chuyển động, chuyển tại giá qua vô tha tụ nó chuyển động đó, thì mình vào nhìn vào cái chuyển động đó. Mà khi mình nhìn vào động đó mình không có nghĩa là chưa đủ khả năng chưa đấy đó, thường thường mình nhìn vào chuyển động đó mình thấy cái chân nhúc nhích thì mình nói ở chân phải chân trái, chứ thật sự khi mình nhìn vào chân phải chân trái thì cái lộ giống như tôi nói nãy đó, lộ trình tâm mình nó nằm đâu, nó đâu còn nằm đâu chỗ cái trạng thái chuyển động của chất gió nữa, mà nó lặp đi lặp lại rất là nhanh đó. Thành ra cái người đi mà niệm mới đi mà mới thì bắt niệm niệm đó, thường thường người đó đi nó không có dẫn, bởi vì sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, rồi cái sự suy nghĩ sẽ niệm phát sanh, nó là một ruột tròn, nó bao nhiêu cái lộ định tâm mà nó cái nó thay phiên nhau và nó làm việc của nó. Anh ra khi mà niệm vậy đó càng dễ té nữa, chứ không phải gì. Thành ra mấy ngày mới bắt đi chậm là vậy đó.
Nhưng mà thật sự trong kinh điển có nói đi chậm, nói đi làm thế nào để cái tâm mình có khả năng quan sát cái chuyển động đó mà thôi, chứ không có nói quan sát bước trái bước phải vậy đó, quan sát sự chuyển động đó mà thôi. Nhưng mà cái sự chuyển động đó, mình khi mà bên thí dụ mình nói chỗ bên phải chân phải này chuyển động, thì mình nhìn vào sự chuyển động đó mình chẳng cần phải biết bên trái bên phải vậy đó, bởi mình quan sát là quan sát cái sự chuyển động đó, quan sát cho tới khi cái chân mình chạm đất nó chấm dứt rồi đó, thì mình cái chuyện cái tâm suy nghĩ sẽ đi phát sanh, nó liên tục vậy mà đó. Thì cái điều kiện của cái chân thì cái chân trái cái chân kia nó phải dở chứ, còn cái chân kia nằm phía sau phải dở chứ, cái chân kia nó vừa mới để xuống dở à. Cái đó chắc là ở trục bệnh viện dở Biên Hòa quá, nghe không? Cái đó là nó automatic, nó trình diện cho mình thấy để mình quan sát, chứ mình không đặt tên nó. Nó nhớ chuyện đó, đối tượng đó là nó automatic, nó đưa cái mặt nó ra cho mình thấy để mình quan sát, chứ không phải là mình kêu nó ra để mình nhìn. Thành ra cái chuyện chưa hết mà mặt bước à chân bước à, đó là mình kêu nó ra để cho mình làm chuyện tào lao, thấy không? Chỉ cần biết là mình nhìn cái tâm mình trước, nhìn tâm là tâm cái lúc đó nó có cái gì. Mà trong những cái trường thiền khó đó, khi mà cái tâm lúc đó mà nó, nghĩa là mình nhìn trạng thái tâm mà mình biết, nghĩa là cái người mà giỏi về từ quán tâm mà thấy cái đó mà nó là ác pháp là họ cũng ngừng chỗ đó, chứ họ không có, dầu không có nhúng nhích cái chân. Bởi vì nhúng nhích cái đó là nó đi nhìn vô đó liền, cho để cho nó đừng có biết cái chân trái chân phải, chứ mình nhìn chậm là biết chân trái chân phải liền. Nam mô Bích Thà vậy. Dạ, sa thú, dạ sa thú, kính tri ân thượng tọa Lý Long. Theo như cái cách trình bày của sư thì bây giờ thì bước đi là ý muốn bước rồi cái bắt đầu cái chất gió nó phát sanh. Nhưng mà có một số người, người ta nói là cái chất gió nó phát sanh nó xong rồi khi mà giơ cái chân lên đó, chất gió đẩy chân đi là khi mà xuống thì nó nặng, thì người ta cho rằng khi nó bước khi cái cảm giác mà nặng như vậy nó không phải là gió nữa mà nó là nước, bởi vì nước của mình hướng chảy xuống nặng. Thì theo cái quan điểm này thì theo như sư thì trong một cái bước chân như vậy nó có những cái vấn đề khác biệt như vậy thì sư giải thích như thế nào ạ? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái tâm mình đang nhìn ở trong cái trạng thái di chuyển của chất gió, mình biết nặng tới cái tâm mình nó phóng rồi. Dễ hồn, dễ hồn về câu hỏi nữa. Cái tâm nó phóng rồi, nó phóng ra khỏi sự chuyển động của chất gió rồi, thì nó mới biết nặng nhẹ chứ. Chuyển động làm gì có nặng nhẹ. Để quan sát trạng thái chuyển động của chất gió là gì có chạy nặng nhẹ đó. Nhưng mà khi biết rõ thằng nhẹ với cái tâm nó phóng rồi, nó phóng qua chuyện khác chứ gì đó. Ra cái đó là làm sai rồi đó. Làm sai cái quan sát cái bước đi rồi đó. Đi cái này, đi là đi chứ đi mà không biết nặng nhẹ nữa. Cái người đó chắc là đang biểu diễn song song thông á, một cái thông biết đi, còn cái thông biết nặng nhẹ, cái đó là sai rồi đấy. Quỳnh nó mô bích thai á. Dạ, yeah, xa thú, xa thú. Yeah, bởi vì vấn đề đó nó có phát sanh, rất là nhiều người có những cái vấn đề nó xảy ra như vậy, bước trong những cái bước đi như vậy. Rồi khi mà người ta đặt chân xuống, thôi bước chân đụng xuống đất thì nó cứng là cho người ta biết nó là đất. Thì nó lại là có những cái vấn đề nó phát sanh, người ta cho nó là đúng là pháp, bởi vì nó cũng là pháp thực tính. Nó là đất, nước, lửa, gió, nó đều phát sanh trong một bước đi hết. Thì vấn đề này nếu mà sư nói là người đó phóng dật như vậy thì như vậy người ta có vẫn nắm được pháp mà thực tính pháp mà sư, thì mình nên hiểu như thế nào? Dạ, con cũng vĩnh sư trở lại giải thích rõ hơn. Dạ, Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Quý Vị. Người đó có thể thấy thực tính pháp nhưng người đó không thể tiến bộ được. Bởi vì cái tệ thứ nhất là thấy danh sắc, tệ thứ hai là thấy nhân duyên của danh sắc.
Thì cái trạng thái chuyển động nó có nhân duyên là cái tâm của nó, cái tâm suy nghĩ sẽ chuyển động, thì cái tâm suy nghĩ nó phát sinh chất gió. Còn bây giờ cái tâm nó đâu có suy nghĩ cái nặng nhẹ đâu, tức là mình nếu mình cho rằng cái đó nó cũng thấy được thực tướng pháp, nhưng là không thấy nhân duyên để làm cho cái thực tướng pháp nó phát sinh thì mình đâu có đi xa được, phải không? Mình muốn đi xa là phải thấy từng cái đó. Đó. Mình đang quan sát cái chất gió mà tự nhiên nó vô đất lửa, đất nước lửa gió lửa rồi cái gì nữa là chi vậy, tức là cái tâm mình nó nhanh quá mình theo không kịp rồi mình làm nó nói cho vui chứ cái đó là nó không đúng. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ, xa thứ dạ, quý vị có nắm được ý của sư nói chỗ này mà chỗ này nó cũng hơi rắc rối chi tiết chút xíu mình quý quý vị có nắm được không ạ? À, thì để trở lại cái vấn đề mà đi kinh hành đó thôi sư. À, xin Nhật Quỳnh cũng chưa hiểu cái này như một bước đi thôi mà nó quá rắc rối. À, thì nếu mà mình không nắm được, không có mổ xẻ ra được cái vấn đề này thì cái sự mà tu tập mà đi kinh hành của mình trở nên giống như là muối bỏ biển, nó vô ích. Thì cùng thỉnh sư Quan Hệ giải thích tường tận chi tiết và chút xíu để cho Phật tử luyện một bước đi một thôi, một bước đi với chánh niệm tỉnh giác thấy rõ các pháp đúng như nó là như thế nào, thì con cùng thỉnh sư giải thích ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị, đây mình cứ dựa vào Bali là mình làm từ từ biết liền gì đâu, nhưng sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, có thể mình nhìn cái đó không kịp, nhìn cái tâm nó không kịp, nhưng mà sự suy nghĩ phát sanh chất gió chuyển động, thì khi mà phát sáng gió là mật độ mình nhìn vô cái đó nó chuyển động mới nhanh lắm, từ cái lúc phát sanh chất gió chuyển động nhanh lắm, thì mình chỉ quan sát cái sự chuyển động đó mà thôi, đó. Mà sáng sự chuyển động cho tới khi nó đụng cái thì sự chuyển động nó vẫn còn chứ không phải là không còn. Nhưng mà khi mà tại vì mình có thể là mình đi mạnh hay đi sao hay là ấy gì cái sự đụng chạm nó mạnh hơn là nó giật cái sự quan sát của mình qua chỗ khác. Mà khi nó giật vô qua chỗ khác là tức là cái niệm định mình nó không có nhiều năng lực nó mới bị vậy. Thành ra khi mình vừa cái chân vừa chạm vào cái tâm mình nó là suy nghĩ cái khác liền, là suy nghĩ sẽ bước 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 nữa, thì bước nữa đó nếu mình đừng để cái tâm trong cái chân vừa bước xuống đó mình để thì cái sự chuyển động nó nằm phía sau, thì mình phải quan sát bắt cho nhanh cho trúng cái đó được đó. Thì khi mình cả hai chân mà bước vậy đó thì mình cứ quan sát phải liên tục thì chỉ thấy cái sự chuyển động mà thôi, chứ làm sao thấy được ấy, được thấy bên trái bên phải còn thấy không được chứ nó sự chuyển động đó. Nhưng mà khi mình đi đi đều nha, có tâm mình ở trong cái trạng thái chuyển động rồi đó thì mấy cái khác nó không có chen vô được, ngoại trừ mình bị phóng tâm như tôi nói mà thôi đó. Thì về tập thử rồi biết liền, chỉ để ý chỉ quan sát, nghĩa là bắt cho dính cái chuyển động đó mà thôi, chứ đừng để cái tâm mình nó lỏng lẻo cái mấy ngày dở bước đạp đá đụng té ngã gì em sùng đó chi vậy, cái đó toàn là chế định pháp rồi, không mình vô mình thành thiền minh sát và tâm từ đầu tới đuôi toàn là chế định không là mất thì giờ mình không phải à, phải không? Quan sát cái đó tập cho nó quen để cái tâm mình nó có đầy đủ năng lực rồi lúc đó muốn làm gì làm, còn tâm mình nó chưa đủ năng lực mình bắt chưa rõ cái đối tượng là sự chuyển động cái gió thì không nên để cái gì khác cả. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa thứ dạ kính thưa mình toàn lý tông à, coi vậy chứ khó lắm sư ơi thấy thấy đơn giản như là khó à, biết quý vị tôi thấy mình không có chuyện đùa có một bước đi rồi phải chuyện dễ mà bắt được cái chuyển động đó, bây giờ mà người ta chưa có bắt được cái chuyển động đó tôi xin bây giờ tôi tập tôi niệm là phải à và trái à phải à tập như vậy, thì theo con thấy vấn đề như này có một số cái vấn đề nếu mà mình niệm như vậy hoài đó thì lâu ngày cái niệm nó đi vô trong phần nội tâm của mình thì nó có thể làm cho cái đầu mình nó bị có thể nhiều khi trở nên tự kỷ, lúc
lúc nào cũng bị ám ảnh phải à trái à phải à, mà thì như vậy nó có ảnh hưởng gì tới cho cái đời sống tu học không sư? À, nếu mình cứ niệm niệm kiểu đó, à, con thấy nhiều người đi sau về nhà đó, có nhiều người về xong nhà cũng vậy, cũng về nhà sống cũng đi cái đó rề rề phải à, trái à, niệm giống như bị khùng. À, con tỉnh sư quan hỷ giải thích vấn đề này như thế nào ạ? Nam mô Bố Tà gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mình làm mà mình không có thường thường trong trường thiền á, chúng tôi thấy họ bắt ngưng chứ họ không có để cho làm liên tục lâu đâu. Còn nếu mà mình đã dính mắc mình làm liên tục đó, thứ nhất cái pháp hành nó không có thay đổi, cái thứ hai cái tâm mình nó có thể nó bị cái trục trặc gì đó rất là nguy hiểm, chứ không phải dễ như là mình tưởng đâu. Bởi vì khi mà mình niệm mà một trong bước chân mà dở bước đạp gì em xem đó, nghĩa là cái tâm mình nó thay đổi liên đối tượng liên tục, đối tượng là sẽ thay đổi đối tượng liên tục, đối đổi đối liên tục thì làm sao mà cái định của mình nó phát sanh được đó. Mà thay đổi liên tục trong chế định pháp chứ đâu phải trong thực tính pháp đâu. Thành ra mình nên tập quan sát cái sự chuyển động của chất gió, tức là nghĩa là mình khi nào mình nhìn mình thấy được cái sự chuyển động đó, đó mình biết liền à, là cái tâm mình nó không còn chân, không còn trái, không còn phải, không còn dở, không còn bước, không còn đạp, thì mình mới thấy được thực tính pháp. Chứ còn mình còn thấy dở bước đạp trái phải gì trùm là chân chưa thấy được thực tính pháp. Mà không thấy được thực tính pháp thì đi hoài cũng như không rồi, giống như người thường đi thôi chứ không phải là thiền giả nữa. À, đó là cái nguy hiểm đi vậy đó. Nam mô Bố Tát Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cực sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mới duyên lành để có thể chấm dứt các pháp ngủ nằm nơi tâm của quý vị. Nam mô Bố Tát Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia, nam mô Rất Tịnh Na Tây Giá Xa. Đây có hai ba vị sư còn đây thì nhờ tụng kinh phúc chúc dùng chúng tôi xin rời rum. Nam mô Bố Tát Gia. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liệu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giá quý ngài nhất là ngài Liệu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Hoa Nguyệt trận đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con Đại Đức Pháp Trang, sau khi chúng con sám hối, sau khi thính pháp, chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú con hành kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thành tịnh tâm ăn ghê nà quan đề ham ba đà phạn sâm qua ruột tâm ăn buột thể giờ khali tổ đô sơ buột thâu khăm